Dạ con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức. Dạ kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn cô Huệ Ngọc. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, con kính tri ơn đại đức và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con xin thay mặt đại phương thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan tại giới đến hàng phật tử của chúng con. Dục Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Huệ Ngọc đã thay mặt đạo tràng làm giới tử ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy thăm má trên mạng internet và Facebook. Và bên thoát Facebook và sớm mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam, từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Hiếu Sơn từ 7 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Dực Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Bài học hôm nay thứ 6 ngày 12 tháng 11 năm 2021 Phật lịch 2565 môn học thắng pháp Abhidhamma. Chương 4 tốt yếu sắc pháp Rupa Sankhara. Tiếp theo phần 5 bài học bổ túc chung quanh sự tìm hiểu về Niết Bàn. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Tăng chúng, kính chào Thượng tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý vị. Hôm nay thứ sáu lễ ra học Phật ngữ Bali. Nhưng mà chúng tôi không rõ vì sao được trình bày hôm nay học cái môn thắng pháp Abhidhamma và lại là cái bài học bổ túc cái ngày chủ nhật tới đó, là cái môn thắng pháp đó, thì theo cái giáo trình là chúng tôi nói đến tất yếu Niết Bàn. Lẽ ra chúng ta học tất yếu Niết Bàn trước rồi chúng ta mới bổ túc chung quanh cái sự tìm hiểu về Niết Bàn. Nhưng bữa giờ chúng ta bổ túc trước rồi, chắc có lẽ là nếu bổ túc như vậy thì cái ngày chủ nhật chúng ta khỏi học Niết Bàn cũng được. Và hôm nay vì là ngày thứ sáu do Thượng tọa Giác Đẳng phụ trách, cho nên dù đổi môn học nhưng mà Thượng tọa cũng phụ trách để giảng về cái bài học này. Cái danh từ Niết Bàn thì chúng ta quen gọi như vậy, nhưng kỳ thật thì nó từ cái chữ Nirvana. Còn khi mà nó trở thành cái tiếng Pali và Nirvana thì chúng ta đọc âm là Niết Bàn. Thì dù sao đi nữa thì nói Niết Bàn hay là Niết Bàn chúng ta cũng quen rồi thì cái đó cũng không có nhầm gì.
Chỉ có điều muốn nói ở đây là người Phật tử chúng ta học Phật thì ai cũng quen cái từ gọi là Niết Bàn, tức là cái mục đích cứu cánh của sự tu tập. Khi chúng ta mong mỏi có cái nguyện vọng là đắc đạo quả Niết Bàn, thế thì Niết Bàn là gì? Chúng ta hãy tìm hiểu, vì khi không hiểu, có những người họ cho rằng Niết Bàn là cõi, một cái cõi nào đó. Thay vì không gọi là cõi Tây Phương Cực Lạc thì họ nghĩ là có cái cõi Niết Bàn. Cái đó là cái sự sai lầm. Và hơn nữa, khi mà nói đến Niết Bàn, dầu cho con người họ không cho rằng là cõi như người Phật tử chúng ta, nhưng mà người Phật tử chúng ta cũng ít ai hiểu được cái chữ Niết Bàn, cái trạng thái như thế nào và làm sao để đạt đến Niết Bàn, và chứng ngộ như thế nào mới đạt đến Niết Bàn. Như chúng ta hành thiền thì đắc thiền chúng ta chứng được thần thông, cái đó thì chúng ta biết rồi. Nhưng mà nói rằng tu tập thiền quán để đắc đạo quả, thì đắc đạo quả là chứng ngộ Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn đó là cái gì, là trạng thái như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải về ý nghĩa này và cái bài học bổ túc. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Bình đọc cho chánh kinh. Nhà sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ Tịnh Hạnh, nhà đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Bài học hôm nay chung quanh sự tìm hiểu về Niết Bàn. Niết Bàn, Niết Bàn á, là cứu cánh của người tu Phật. Có rất nhiều cái nhìn dị biệt về Niết Bàn, đặc biệt là dựa theo quan điểm tâm phái. Có thể nói là thà không bàn tới hơn là đưa ra một lập luận sai lạc rồi dẫn đến sự nhận thức sai lạc. Nên bắt đầu tìm hiểu Niết Bàn bằng sự khiêm tốn, thành thật, thừa nhận giới hạn của sự hiểu biết. Chúng ta thường nghĩ rằng với lý luận và ngôn ngữ thì có thể hiểu biết mọi thứ nếu được diễn tả đầy đủ. Sự thật thì có những điều không thể nói bằng ngôn từ. Trong kinh Sư Phá Xuất Tá Trung Bộ, Đức Phật có đưa ra thí dụ về một người khiếm thị bẩm sinh. Vì chưa bao giờ thấy được màu sắc, nên nếu có ai dùng lời nói để mô tả về sự khác biệt giữa các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân, thì càng nói càng khiến hiểu sai. Tương tự như vậy, đối với phàm nhân chưa tự thân chứng ngộ giải thoát thì sự mô tả về Niết Bàn rất dễ dẫn đến ngộ nhận. Hiểu biết Niết Bàn qua vị thế nhận thức. Trong Tăng Chi Bộ phẩm năm pháp, Đức Phật dạy về sự liễu Niết Bàn với từ góc nhìn sao. Tự thân chứng ngộ vượt ngoài thời gian, đến để thấy tỏ ngộ từ nội tại, được cảm nhận bởi bậc trí. Phải hiểu rõ năm điều này mới thấy được tại sao rất khó đối với người không thực tu, thực chứng, có thể thấu đạt được Niết Bàn là gì. Hiểu Niết Bàn qua trạng thái đối lập như là Dukkha. Dukkha thường được dịch là đau khổ, nhưng hàm nghĩa rất rộng.
đó là cái gì bất toàn, khó chịu, rỗng không. Bản chất của dukkha là ẩn quẩn, samsara vata, không lối thoát. Không thể hiểu niết bàn nếu không thực sự hiểu dukkha. Dukkha là cái gì gần gũi, dễ thấy, dễ biết, nhưng không có nghĩa là phần đông có thể hiểu được. Thí dụ như bầy gà được cho ăn thì vui mừng, nhưng không hiểu được thân phận là người ta nuôi để làm thịt. Hiểu niết bàn qua từ ngữ phủ định. Một cách để nói về niết bàn là dùng cách nói phủ định, thí dụ như ái tận, diệt khổ, vô vi, vô sanh, bất tử. Hiểu niết bàn qua từ ngữ đồng nghĩa tương đối. Mặc dù không có từ ngữ nào tương đồng tuyệt đối, nhưng cũng có thể dùng một ý nghĩa tương tự để mô tả, thí dụ như sanh tá, an tịnh, ba ni tá, cao cả, xuất thí, thanh tịnh, anh khê má, an ổn. Tất nhiên phải dùng đúng từ với ngữ cảnh. À, không sai, con xin đọc lại câu này. Anh khê má, an ổn. Tất nhiên phải dùng đúng từ với ngữ cảnh. Hiểu niết bàn qua dụ ngôn. Một cách mà Đức Phật rất thường dùng để giải thích những điều khó hiểu là dùng dụ ngôn. Nói về niết bàn thì có nhiều hình ảnh để minh họa. Như một vị A-la-hán, như con bò đầu đàn dẫn cả bầy bò qua sông an toàn. Hay một người vượt qua được trùng dương, phong ba bão tố, đến được bờ bến an ổn. Hai sự nhất sanh tử như ngọn lửa không tiếp tục cháy vì cả nhiên liệu. Là cảnh giới an ổn, là hòn đảo giữa biển cả. Một số từ ngữ mô tả về niết bàn tìm thấy trong kinh điển. Akanha asutka, bất nhị. Akata, vô vi. Akinchana, vô u. Akuto phaya, vô sở ý. Achuta, bất động. Acharya, tuyệt luân. Achara, achachara, không lão hóa. Achata, không sanh. Anata, không dao động. Ananta, không hạn cuộc. Anadana, không chấp thủ. Anabara, cao tột. Analaya, Analaya, vô cầu. Anasawa, vô lậu. Anidasana, vô tướng. Anitika, không khổ nạn. Anuttara, vô lượng. Abalokita, na, không hủy hoại. Abhaya, không nguy hiểm. Abhuta, chưa từng có. Abhya thí, vô bệnh. Abhya bhaccha, không bị bức bách. Abhuta, không cấu thành. Amata, bất tử. Aso sathamma, không hư hoại. Asantilitha, vô nhiễm. Asankuppa, bất động. Asankhata, vô vi. Asankhata, vô vi. Asanghita, asanghira, thông chuyển dịch. Asoka, vô u. Arodya, arodya, vô bệnh. Issariya, tự tại. Khê má, an ổn. Tanhakkhaya, ái tận. Bana, bảo vệ. Đi bá, hải đảo, nơi nương tựa. Dukkhakkhaya, diệt khổ. Dukkhasa, khó thấy. Thu quá, bền vững. Nibbana, vì tế. Nibbabbancha, trí thiện.
Niết bàn á, tận diệt phiền não và đau khổ. Niết bu tí, thanh lương. Niết đô thá, diệt đế. Bani tá, cao cả. Paramat thá, lợi lạc tối thượng. Para sách chá, chân lý tối hậu. Para, bỉ ngạn. Bút tí, khai phóng. Mất khá, cứu rỗi. Vô khách khê má, thoát ly khổ ách. Lê ná, cảnh giới an toàn. Quy mút tí, giải thoát. Quy mốc cá, vượt thoát. Quy ra chá, vô lậu. Quy ra gá, ly tham. Quy xuất thí, thuần tịnh. Sát chá, chân lý. Sanh tá, an tịnh. Sanh tí, tịnh mặt. Sa ra ná, nơi nương tựa. Xí quá vô thường an ổn. Xuất thí tinh khiết. Xu đút đa xá không dễ để thấy. Khi phải nói về Niết Bàn là Đức Phật đã nói thế nào? Trong kinh ghi lại có những lần Đức Phật dạy về Niết Bàn một cách trực tiếp qua pháp thoại. Dưới đây là có một số trích dẫn trong Udana tiểu bộ. Này chư tỳ kheo, có cảnh giới không có đại địa, thủy địa, phong địa, hỏa địa. Không có không vô biên thức. Không có không vô biên, thức vô biên sở hữu. Vô sở hữu, phi tưởng, phi vị tưởng. Không có đời này, không có đời sau. Không có nhật, nguyệt. Như Lai không nói cảnh giới đó. Có đến, đi, sanh, diệt, chính là sự diệt khổ. Quả thật Niết Bàn không dễ thấy khi còn vô minh và ái chấp sanh hữu. Chỉ có nội tâm đoạn tận vô minh và ái mới có thể thật sự liễu ngộ. Này chứ chị kheo, có cái không sanh, A-cha, ta, không trở thành, A-phu-ta, không tạo, A-ca-ta, không bị tạo, A-san, A-san-kha-ta, chính là sự giải thoát cái bị sanh, bị già, hữu vi. Còn lệ thuộc là còn dao động. Không lệ thuộc thì không dao động. Không dao động thì tịch tịnh. Không thiên chấp, không đến, không đi. Không đến, không đi thì không sanh, không diệt. Không sanh, không diệt thì không đời này, không đời sau. Đó là sự chấm dứt hoàn toàn khổ uẩn, biên soạn, thượng tọa Giác Đẳng. Và con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và con kính dâng mít đến sư. Nó một bức thời gian. Kính đảnh lễ thượng tọa Từ Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, qua lời dẫn dắt của thượng tọa Từ Sư thì có lẽ một số các vị có hơi ngạc nhiên là hôm nay là giáo trình Phạn ngữ Pali, mà tại sao chúng ta lại có bài học này? Thật ra thì bài học này cũng phải là bài học về thắng pháp. Chủ nhật này khi mà chúng ta học về Niết Bàn, có nghĩa về Niết Bàn và thắng pháp đó, thì chúng ta sẽ tìm thấy một số khía cạnh được đề cập đến khác biệt với bài học ngày hôm nay. Nên chỉ có một điều như vậy là chúng tôi qua rất là nhiều cái tiếp xúc với Phật tử cũng như trong các cái lớp dạy đó, thì chúng tôi thấy rằng đa phần là chúng ta thường có những cái ngộ nhận. Những cái ngộ nhận đã dẫn đến cái cực đoan. Mà lẽ ra thì khi mà chúng ta học về Niết Bàn đó, chúng ta có nhiều thời gian để thảo luận. Nhưng mà quả thật thì
Chủ nhật ngày đó là ngày mà chúng tôi siêu giảng về Niết Bàn đó, thì chúng tôi lại tương đối rất là bận, mà chỉ có thể soạn các câu thảo luận để cho chư tăng, bởi vì hôm đó ở chùa có lễ tăng y ở chùa Pháp Luân năm nay, nên thấy nó hơi bất tiện và cũng không biết phải làm sao, tại vì chúng tôi rất là sợ, rất là ngại rằng khi đề tài này được giảng thì nó tạo ra cái hiểu lầm. Có một số người thì có cái ý kiến như vậy, là khi nghe nói về Niết Bàn theo Phật giáo Đại Thừa đó, với Nguyên Thủy đó, thì nó có vẻ giống như một đàn chấp có, đàn chấp không, tức là chấp hữu, chấp vô. Bên Phật giáo Đại Thừa thì nói rằng Niết Bàn là một cái cõi mà một người chứng đắc vào đó rồi trở ra tiếp tục cái hành nguyện Bồ Tát, giống như một chỗ hưu dưỡng vậy. Còn bên Nam truyền thì nói rằng khi mà chứng Niết Bàn thì mất hết tất cả, không còn gì hết. Tại ra họ gọi là chấp hữu và chấp vô. Thực ra thì những quan niệm như vậy chúng tôi có nghe nói, và chúng tôi cũng rất là ngại khi mà quý Phật tử học về Niết Bàn, quý vị có thể hiểu tương tự như vậy. Thí dụ mình học về toán học, ở trong toán học thì chúng ta biết rằng nói về con số thì người ta nói có số 1 đến số 9. Nhưng mà con số 0 không phải là con số. Và dĩ nhiên nếu con số 0 đứng đơn lẻ một mình mà mình nói con số 0, nó không là gì cả. Nhưng mà con số 0 vẫn là con số, tại vì bằng chứng rằng khi mà chúng ta lên số 10, 100, 1.000, 1 triệu, 1 tỷ vân vân, thì mỗi một con số 0 nó có một cái vai trò rất là quan trọng. Thành ra cái người mà không biết về toán học thì có thể nói rằng con số 0 không phải là con số, hay là con số 0 không phải là gì hết. Nói như vậy rất là tai hại. Và một cái chuyện khác nữa là ví dụ như bây giờ một người mà đang thiếu nợ thẻ tín dụng rất là nhiều, rồi rồi cái người khác mà họ chưa bây giờ có nợ nần tới tiền bạc, ví dụ con cái trong nhà, hỏi rằng ba hạnh phúc là cái gì, má hạnh phúc là gì, nói hạnh phúc là bây giờ trả hết nợ, thì nó nói trả hết nợ tức là mình giống như con phải không, con đâu nợ nần gì đâu, con hạnh phúc không, cái chuyện mà con không nợ nần á thì cảm giác nó khác. Nhưng mà bây giờ mỗi tháng mà chạy tiền để mà trả nợ, bây giờ trả hết nợ không còn mỗi tháng chạy tiền nữa, cái chuyện nó khác, chứ nó phải giống nhau. Chúng tôi không biết là quý Phật tử có nhớ là có một cái bài kinh ở trong Tư Ưng Bộ, chúng ta học cách đây không lâu, ở trong bài kinh đó thì có đề cập đến một vị thiên tử và hỏi Đức Phật là ngài có vui không, ấy ngài có buồn không, ngài nó bị cái gì mà buồn, mất cái gì mà buồn, mà hỏi ngài có vui không thì ngài nói được cái gì mà vui. Thì nếu mà khi mà nói là được mất, mà chúng ta gọi là phản ứng của tâm lý đó, tức là một sự dao động. Khi mà Đức Phật ngài nói cái tâm trạng không bị dao động của ngài đó, mà chúng ta hiểu là ngài sống vô tư lự, thì thật ra hiểu sai. Cái không vui không buồn của Đức Phật, không dao động của Đức Phật, trạng thái bất động Đức Phật không phải trạng thái vô tư lự bình thường mà chúng ta hiểu trong đời sống. Vì vậy chúng tôi thường rất là ngại khi mà đụng đến đề tài này. Và thông thường đó thì chúng tôi muốn quý Phật tử có một cái chúng tôi không nói là chúng ta bỏ thì giờ ra để nói về Niết Bàn, nói chính xác ở đây quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi không muốn cố gắng làm việc đó. Nhưng mà chúng tôi chỉ nhắc một điều rằng ở trong bốn pháp Paramattha của Thắng Pháp đó, là tâm, thuộc tánh, sắc pháp và Niết Bàn đó, thì Niết Bàn là một ở trong bốn cái pháp Paramattha. Chứ Niết Bàn không có đơn giản chỉ là sự chấm dứt của pháp hữu vi. Nói về pháp hữu vi biến mất hết, mình không còn gì, gọi là hư vô, là Niết Bàn, thì Niết Bàn không phải là hư vô. Và Niết Bàn nó phải chỉ là sự đơn giản chấm dứt cái đó. Và Niết Bàn là một thực thể.
là một thực thể, một cái thực tính mà chúng ta gọi là Parvatha, pháp chân đế. Thì thưa quý vị, trước khi mà đi vào bài hôm nay đó, thì chúng tôi xin nói một lần thôi. Chuyện này chúng tôi ít khi có nói lắm, nhưng mà thầy của chúng tôi là Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đó. Ngài là người đầu tiên để đề ra cái chữ Nip, tại chữ Nip Bàn đó là cái phản âm của chữ Nip Bàn đó. Còn cái chữ Niết Bàn mà chúng ta nói đó là âm của chữ Niết Bàn đó. Thật ra thì hồi nhỏ tới lớn chúng tôi xài chữ Niết Bàn rất là nhiều, nhưng mà lớn lên thì chúng tôi có một chút đắn đo. Dạ, chúng tôi có phải nói đặt đắn đo. Và ở đây thì không phải là chúng tôi không có kính trọng Ngài Tịnh Sự, nhưng mà chúng tôi xin thưa rằng có hai lý do mà trong bài học này quý vị thấy rằng chúng tôi dùng chữ Niết Bàn hơn chữ Niết Bàn. Thứ nhất là ở trong cái từ vựng, ở trong cái danh từ tiếng Việt và chữ Hán, Hán Việt và chữ Nôm, chúng ta không có chữ viết nào mà gọi là chữ M, chữ Y, dấu sắc, chữ B phở hết. Chữ nít đó không có. Mình viết thì người ta đọc cũng được đó, người ta đọc cũng được đó. Nhưng mà cái chữ viết đó, cái chữ nít thì hoàn toàn không có ở trong tiếng Việt của chúng ta. Và điểm thứ hai nữa mà chúng tôi không dùng chữ nít bàn đó là cái chuyện gọi là phản âm đó, nó không nhất thiết là lúc nào nó cũng phải sát với phản ngữ. Thực ra nó không có âm chính xác đâu. Ví dụ chúng ta nói Bồ Tát, và Bồ Tát là Bodhisattva, thì nếu mà chúng ta đọc cho đúng thì chúng ta đó là Bồ Sát mới đúng, hay là Bồ Sát. Mà nếu chúng ta đọc Bồ Sát thì nó cũng không đúng nữa, tại vì chúng ta phải đọc ở trong tiếng Phạn, không có ai nói là Bồ Sát hết rồi, mà đó là Bodhisattva. Thành ra đối với chúng tôi thì cái chữ phản âm đó, nó có tính chất là tương đối thôi. Dạ, có tương đối. Nhưng mà mình dùng cái chữ nào cho nó quen thuộc với quần chúng. Tại vì nhiều khi người ta không có thời giờ để họ đọc đó. Họ nghe cái chữ Niết Bàn, họ nghe nó lạ, họ tưởng đó là viết sai chính tả. Và thật ra thì có mấy lần hồi xưa viết bài đó, có nhiều người hỏi sư sư biết chữ này có sai không, thì chúng tôi cũng ráng giải thích cho họ. Thì trở lại là đó là lý do tại sao trong bài này đó, thì quý vị thấy chúng tôi vẫn dùng chữ Niết Bàn chung quanh sự tìm hiểu về Niết Bàn, chứ chúng tôi không có chữ Niết Bàn. Dạ, thì quả thật là chữ đó là một chữ mình chế ra, chứ ở trong cái ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta, về kể cả âm Hán Việt ấy, thì cũng không có cái âm nào mà viết chữ N, N, I, P, phở hết. Dạ, chúng ta không có viết chữ đó bao giờ. Thì bây giờ, thưa quý vị, chúng ta đi vào đề tài ngày hôm nay. Dạ, mà chúng ta mới nghe đề tài này thì nghe cái đoạn đầu thì nghe mình dội ra liền. Thấy nó hơi lạ. Tại vì sao vậy? Khi mà mình nói về cái gì đó thì mình nói để mình hiểu. Mà mình nói mình không thể hiểu được, mình nói chặn họng mình, chặn đầu người ta rồi thì nói để làm gì? Nhưng mà kỳ thật đó thì Niết Bàn đó là một cái đề tài mà bản thân của chúng ta không thể hiểu hết. Bởi vì chúng tôi không nói là luận về tánh không hay luận về Niết Bàn, mà chúng tôi nói là chung quanh sự tìm hiểu về Niết Bàn, tức là chúng tôi đi vòng chứ chúng tôi không có đi thẳng vào. Tại sao chúng tôi chung quanh tìm hiểu về Niết Bàn? Bởi vì thưa quý vị, Đức Phật Ngài có đưa ra một thí dụ, và chúng ta cũng có nhiều thí dụ khác để mình hiểu rằng có những điều mình biết rằng nó có, nhưng mà nó nằm ngoài cái phạm vi hiểu biết của mình. Thí dụ bây giờ là Đức Phật Ngài có nói trong kinh Xuất Phát, khi mà thanh niên Tu Đề Giá đến nói chuyện với Đức Phật về một ông Bà La Môn, về một ông Bà La Môn khác, ông có lập luận về Niết Bàn đó, thì Đức Phật Ngài có đưa ra một cái thí dụ mà chúng ta nên nghiền ngẫm. Và từ cái sự nghiền ngẫm này, nếu chúng ta hiểu được thí dụ đó thì chúng ta sẽ khiêm tốn, thành thật hơn để nhận ra giới hạn của mình. Ngài gọi rằng nếu có người mà sanh ra đã mù, tức là mù từ trong bụng mẹ đó, và có những người gọi là khiếm thị bẩm sinh, tức là họ mù trong bụng mẹ, khi sanh ra họ chưa bao giờ biết về ánh sáng, chưa bao giờ biết về màu sắc hết. Mà bây giờ khi họ nghe người ta nói
cái này là màu xanh lá mạ, cái kia là màu xanh lá trời, cái đó là cái màu tím của lavender vân vân, màu xanh vàng đỏ tím gì đó. Họ hỏi là như vậy cái màu này khác với màu kia ra sao? Thì chúng tôi thưa quý vị rằng không bao giờ mà chúng ta thì diễn tả được hết màu, không bao giờ diễn tả được hết màu. Tại vì sao vậy? Là tại vì cái màu sắc á, mà diễn tả cho một người mà có cái mắt sáng á, như chúng ta đó, là đôi khi nó đã khó rồi thưa quý vị. Đừng nói chi là diễn tả với một người chưa từng thấy màu sắc, người mù bẩm sinh, giờ người sinh ra đã mù rồi, diễn tả không được. Chúng tôi lấy cái đơn giản là chúng tôi hay mặc một cái màu, và cái màu này thưa quý vị, người ta có nhiều cái từ để họ nói lắm, mà đôi khi người ta hỏi thì chúng tôi cũng rất là ngại để chúng tôi mặc màu gì, thì lâu lâu chúng tôi nói rằng khi chúng tôi đưa quý vị biết thôi. Cái màu đó là chư tăng ở bên Thái Lan mà các vị tu theo Quách Bà đó hay mặc, thì nó cũng là một một khi mình nhuộm bằng cái, mình nhuộm bằng cái lỗi cây mít đó, thì nó ra cái màu đó. Và đôi khi cái màu đó mà chúng tôi nói nó, cái chữ mà nó gần nhất gần nhất của thì diễn tả, chứ tôi tạm gọi là màu dư cải. Màu dư cải hơi đậm chút xíu. Có vị nào mà có làm dư cải mới biết cái màu dư cải ngã màu nó, có khi họ gọi là màu mustard, tức là màu bông cải vàng á, nhưng mà vàng thì nó vàng khè, vàng thì vàng rực lên, màu đó gọi là màu mustard, và cái màu đó là màu dư cải. Quý vị chưa nghe ai nói màu dư cải phải không? Có nhiều người họ gọi đó là màu màu olive, nhưng mà olive là có thể màu của quân đội chứ phải là màu olive màu đó. Thành ra chữ này chữ kia dùng thôi. Chúng tôi lấy cái in chúng tôi đưa cho quý vị xem là biết, chứ bây giờ bị diễn tả rất là khó diễn tả. Dạ. Và Đức Phật Ngài dạy rằng một cái người mù bẩm sinh chưa từng thấy màu, chưa từng thấy ánh sáng, mà diễn tả về màu thì thật ra không cách nào diễn tả hiểu biết được hết. Thì cái người mù bẩm sinh nó giống như tất cả chúng ta, những phàm nhân chưa bao giờ đắc chứng được Niết Bàn. Và bây giờ mà biểu diễn tả về Niết Bàn thì thật ra nó không giờ là một cái điều gì mà gọi là khả thi để chúng ta có thể diễn tả được. Và chúng ta cũng nghe một cái ngụ ngôn về con rùa và con cá. Con cá nó sống trong nước thôi. Dạ. Có những loài cá nó chỉ chuyên sống trong nước. Dĩ nhiên là có vài con cá ở miền quê chúng ta nó cũng lên bờ sống, ví dụ như là cá rô hay là cá lóc, có khi nó lên bờ. Nhưng mà có những loài cá nó không giờ lên bờ hết, nó chỉ ở dưới nước thôi. Dạ, sống trong nước. Và có một cái loài khác gọi là lưỡng thể, là con rùa. Con rùa thì nó sống trong nước cũng được, mà nó sống ở trên đất liền, ở trên cạn cũng được. Và trong cái vụ ngôn đó kể rằng thỉnh thoảng con cá nó thấy con rùa nó đi rồi nó về, nó đi khỏi hồ rồi nó đi về, hỏi đi đâu, nó lên trên mặt đất. Thì con cá nó hỏi nhiều thứ mặt đất á, mình có thể bơi lội trong mặt đất được không? Thì con rùa nó không, mình phải đi trên đất chứ không thể bơi lội trong đất được. Rồi hỏi đất nó như thế này, nó như thế kia, như thế nọ. Nhưng mà con cá đó, nó hỏi con rùa, nhưng mà nó toàn dùng những cái kinh nghiệm, cái biết của nó về nước để nó hỏi con rùa. Thì con rùa trả lời cái nào cũng không hết. Dạ. Khi con rùa trả lời cái gì cũng không hết thì con cá nói như vậy là đất không có thật. Tại vì sao vậy? Cái mà anh diễn tả về đất á, nó không có giống như cái gì mà tôi hỏi hết, cái gì cũng trả lời không hết. Thì con rùa nó đúng là những gì mà bạn hỏi nó đều liên quan đến nước, và cái thủy tính nó không có liên, nó không có cái gì giống đất hết. Dạ. Cũng giống như là tôi với Anuradha khi gặp ngoại đạo đưa ra một câu hỏi rằng Đức Thế Tôn có tồn tại sau khi ngày viên tịch hay không, thì tôn giả Anuradha trở về, chứ Anuradha đã trả lời rằng Đức Thế Tôn này không có trả, ngày không có đề cập, ngày không trả lời là Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi mất. Thì ngoại đạo lại chế giễu và nói rằng cái ông thầy tu này mới tu không biết gì hết. Nhưng mà tôn giả là vị A-la-hán, tôn giả trở về lại bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài nói rằng trả lời như vậy là không có sai.
Nhưng mà tôn giả Anuradha chưa có đủ cái cơ sở lý luận để nói chuyện với ngoại đạo. Tại vì Đức Phật Kệ đưa ra hỏi rằng có phải là Anuradha có nhìn Như Lai, có tìm Như Lai ở sắc quẩn không, có hiểu Như Lai ở thọ quẩn hay không, có hiểu Như Lai ở tưởng quẩn, ở hành quẩn, ở thức quẩn không, giảng nào cũng không hết. Thì cũng tương tự như vậy, nếu không thể tìm Như Lai ở sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng hành quẩn, thức quẩn, thì không nên nói rằng Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi mất. Tại vì tồn tại không tồn tại đó của chúng ta nó dựa trên cái khái niệm của thọ tưởng hành thức hết. Cái này là một điểm rất là khó hiểu đối với chúng ta. Ở đây là cái điểm rất khó hiểu. Trên phương diện ngôn từ thôi, chúng ta khoan nói đến cái gì đã, mà chúng ta nói rằng trên phương diện ngôn từ để minh họa, để diễn đạt các thì chúng ta đã khái thấy chuyện này rất là khó rồi. Dù sao đi nữa cũng không phải là Đức Phật Ngài hoàn toàn không có nói về Niết Bàn. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi có đưa ra sau khi mà mình nói về cái sự khiêm tốn thành thực, thừa nhận rằng bản thân của mỗi chúng ta đó đều có những thứ mà nó nằm ngoài sự hiểu biết, nằm ngoài cái ngôn ngữ của mình. Dù cho một người khéo nói, khéo diễn tả cái mấy thì cũng không diễn tả được. Giống như là một người đã mua võng sinh rồi mà có một người rất là khéo dùng ngôn ngữ để mình diễn tả màu sắc, đây là màu tím, đây là màu màu xanh lá mạ, màu xanh da trời, màu xanh này xanh kia, thì thật sự rất là khó, rất là khó để có thể biết, mà càng nói thì nó càng rối trí. Thì thưa quý vị, thứ nhất khi mà nói về Niết Bàn đó, thì chúng ta phải đề cập đến một đoạn kinh ở trong Tăng Chi Bộ Phẩm Năm Pháp. Thì Đức Phật Ngài có đề cập đến năm cái đặc tính của Niết Bàn. Mà thật ra năm đặc tính này nó cũng có tìm ra trong sáu cái ân đức của Pháp Bảo, thưa quý vị. Và cũng là cái lý do mà khi Đức Phật Ngài vừa thành đạo đó, Ngài tự hỏi với chính mình là cái pháp mà Ngài giác ngộ đó, thật ra nó rất là khó hiểu với phần đông chúng sanh. Không biết là Ngài có nên thuyết pháp hay không. Bởi vì sao? Chúng ta đọc vào năm điều này thì chúng ta sẽ hiểu Đức Phật. Tại vì lý do nào mà Ngài đưa ra câu hỏi đó cho chính Ngài. Thứ nhất đó là Niết Bàn là cái gì chỉ có được liễu chứng bằng một cách gọi là tự thân chứng ngộ. Tự thân chứng ngộ. Và không có ai mà chứng giùm người khác rồi diễn tả lại người khác cũng. Thí dụ như bây giờ quý vị đưa cho chúng tôi ba cái món nước súp mà cái nào cũng ngon. Dạ. Quý vị hỏi cái súp này ăn được, tôi rất ngon. Nhưng mà mình không ăn thì thật ra mình chỉ có thể nói cho cùng là ngon thôi, chứ mình đâu có thể diễn tả được từ khi là người đó họ tự ăn lấy thôi. Thật ra chúng ta phải hiểu rằng cái gọi là Niết Bàn, điều gọi là Niết Bàn đó, thì chỉ khi nào là ai mà thân chứng ngộ thì người đó mới hiểu được. Rồi nói qua người khác đó, thì càng nói nó càng sai. Và thứ hai là vượt ngoài thời gian. Cái nhìn của chúng ta về tất cả các sự vật đó, nó đều nằm ở trong cái hạn cuộc của thời gian, hoặc là thời gian gần hoặc xa, cái đang có, cái chưa có, cái sẽ có, vân vân. Dạ. Ví dụ như là bây giờ thì mình còn đang đi học, rồi mai mốt mình sẽ ra trường, hay là hồi xưa thời đó mình sống hạnh phúc quá, bây giờ người ta đông quá thế này thế kia. Cái chuyện của chúng ta thường là nhận thức, cảm thọ đều là có cái sự liên tưởng của cái đã qua, cái hiện có và cái chưa tới. Nhưng mà Niết Bàn thì vượt ngoài thời gian, thế nên chúng ta không có thể hiểu được Niết Bàn. Ví dụ như quý vị thấy đang là người ta cứ nghĩ rằng Niết Bàn đó là một cái cảnh giới vĩnh hằng,
mà sau khi mình chết đi thì mình đạt đến, nó cũng là một ý niệm về thời gian. Rồi bây giờ có những người họ muốn là xây dựng hạnh phúc là tịnh độ nhân gian, tịnh độ nhân gian là ở trong kiếp này, ở tại đây, thì thật ra niết bàn có liên hệ gì đến ở đây ở chỗ kia, không liên hệ tới quá khứ vị lai đến và đi hết. Cái này là cái cũng không dễ hiểu phải không? Thật ra nó là vượt ngoài thời gian. Akariko đến để thấy Ihipasiko, đến để mà thấy Ihipasiko là đến, là người đó phải có đi, phải có hành trình, phải nhập cuộc, phải hiện diện mới có được. Chúng tôi lấy cái ví dụ là có một cái chương trình hòa nhạc rất là văn nghệ rất là hay, mà quý vị bận có việc đó. Anh hay chị đi coi giùm tôi đi, đi thưởng thức giùm tôi đi, thưởng thức giùm và về nói lại tôi thưởng thức. Thật ra không có được. Có những thứ trong cuộc đời này đó phải tự mình có mặt ở tại đó, tự mình trải nghiệm, tự mình cảm nhận thì mới được. Chứ bây giờ người khác họ thấy rồi họ kể lại thì nó giống như là nhiều khi họ nằm chim bao thấy cảnh đẹp về nói tôi đừng bao thấy cảnh đẹp lắm mà diễn tả sao bây giờ. Và Opinayiko tức là cái gì đó đó mình cảm nhận từ nội tại. Và cảm nhận từ nội tại, cái này nó cũng ngược cách nhìn của chúng ta. Cái nhìn của chúng ta đối với cái thế giới này đó, đó là mình đi về một phương trời nào đó, một phương trời viễn mộng. Và ra đi không muốn phương trời, tìm ai mỗi mắt cả trọn đời không ra. Tại vì chúng ta không thể đi tìm cái sự an lạc, chúng ta không tìm sự giải thoát ở bên ngoài được. Thành ra ở đây nó đến từ nội tại của mình, và được cảm nhận bởi người có trí, là được lãnh hội bởi người có trí. Cái người đó phải đủ cái sự sáng suốt. Cái sáng suốt đó nó là một sự sáng suốt, một thứ trí tuệ mà không bị phiền não, xứ đệ, không biên kiến, không định kiến. Và chỉ có bậc trí mới hiểu được niết bàn. Và niết bàn không phải là một sự ban phong, niết bàn không phải là cái gì đó mình ù cạc cạc mà mình hiểu được, mà niết bàn phải hiểu bằng tuệ giác. Thật ra chúng ta thấy rằng từ cái vị thế, năm cái vị thế này, cái vị thế mà tự mình chứng ngộ vượt ngoài thời gian, đến để thấy tỏ ngộ từ nội tại và cảm nhận với bậc trí đó, thì những điều đó từ cái vị thế nhận thức đó đó nói lên tại sao chúng ta không thể hiểu được niết bàn qua cái sự mô tả của người khác. Dù cho một người đó rất là lợi khẩu, người đó rất là hùng biện, người đó rất là nhiều ngôn từ đi nữa, thì cũng thể làm cho chúng ta hiểu được niết bàn đâu. Chúng ta phải hiểu, phải thấy được cái tính tương đối của cái sự hiểu biết đó. Và bây giờ có một điều khác mà chúng ta phải biết là một người hiểu được biết bàn là người đã liễu tri lúc khác, đã liễu tri cái khổ. Thật ra chỉ lúc khác thì dịch là khổ cũng tương đối lắm. Nhưng mà chúng ta nói theo tứ đế đó là hiểu rõ về sự thật, về khổ, về nhân sinh khổ, thì mới hiểu rõ về diệt khổ. Diệt khổ chứ là niết bàn. Và người diệt khổ, khổ đau chỉ lúc khá đó, nó phải là cái chuyện mà mình bị người ta nói nặng nói nhẹ, hay là bị covid, hay là bị thất nghiệp, rồi cái đó chỉ là khổ không. Một cái khổ này nó ý nghĩa rộng lớn, nó ý nghĩa mà Đức Phật dạy đây đó là cái gì đó mà nó không làm cho chúng ta thỏa mãn hoàn toàn. Nó không làm thỏa mãn, tức là nó được cái này thì nó mất cái kia, được kia thì mất cái nọ. Ví dụ như bây giờ mình nghèo thì có cái khổ nghèo, nhưng mà rồi mình giàu có tiền thì không có nghĩa là hết khổ. Mình không có tiền thì nó cũng có khổ không có tiền, nhưng mà mình có tiền mình phải gìn giữ, phải làm thế nào, phải lo lắng bảo quản, rồi phải đóng thuế với này kia, thì nó có khổ của giàu. Tức là ở góc cạnh nào nó có khổ, nó cái đó là lúc khác. Cái khổ lúc khác là cái khổ phổ quá, cái khổ hoàn vũ. Cái khổ nó không phải là nói rằng đàn ông mới khổ, đàn bà không khổ, hay là
người nghèo mới khổ, người giàu không khổ, hoặc giả là người ở Việt Nam khổ, người Mỹ không khổ. Dạ, mà ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ vị thế nào, bất cứ cá nhân nào, bất cứ giai đoạn nào, thì nó cũng có những cái không có hoàn hảo. Và cái đặc tính của cái sự bất toàn đó, đó nó lại nằm ở chỗ là vô thường. Và nó có sanh có diệt. Có cái gì mà nó có rồi nó biến mất mà chúng ta gọi nó hoàn hảo đâu. Có cái gì nó biến mất, nó có rồi biến mất, tự sanh tự diệt mà chúng ta gọi là của ta đâu. Thành ra cái chuyện đó, đó nó lại gây cho chúng ta một cái chuyện là không có mãn nguyện, không có hài lòng. Chúng ta mãn nguyện khi nào mà mình có được cái gì đó mà cái đó hoàn hảo, và chúng ta có thể làm chủ nó một cách hoàn toàn. Ở đây không có cái gì hoàn hảo, không làm chủ được. Cái bất toàn đó, đó bất toàn và bất toại đó. Bất toàn là không hoàn hảo, bất toại là không bao giờ thỏa mãn được một cách hoàn toàn, thì đó là dukkha. Thì chính vì cái dukkha, chính vì cái đau khổ đó mà chúng ta không tìm ra lối thoát. Chính vì cái sự đau khổ đó mà chúng ta lẩn quẩn. Và giống như chúng ta đi hay là đi vào trong mê hồn trận. Thật ra thì thưa quý vị, đôi khi mình nằm ở trên giường hay là mình ngồi ở, mình nghĩ là cuộc sống mình hạnh phúc quá, cuộc sống mình đây là quá tốt, quá phước rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn là toàn bộ cuộc sống đó, thì quả thật bản thân của chúng ta là một người đi vào một thành phố mà không có GPS, không có bản đồ, không biết đi đâu về đâu. Chính xác là như vậy. Bởi vì sao? Chúng ta không biết rõ mình đang làm cái gì. Vì không biết rõ thì mình cứ vào trái, vào phải, và càng đi thì càng lạc, càng đi. Có vị nào mà lúc nào lạc đường á, bây giờ thì không còn nữa. Tại vì bây giờ chúng ta có GPS. Chúng ta nhớ ngày xưa có những lúc mà đi đến thành phố lạ như ở New York, hay là có một lần chúng tôi lái xe ở Sydney, bên Úc á, mà lúc đó không tìm ra cái xăng, không tìm bản đồ á, cứ hỏi đường mà đi thì tính gì. Đôi khi cái sự lạc đường nó bảo rằng hạnh phúc thì nó không có. Tại vì cái người mà lái xe mà biết rõ đường á, thì người đó không phải tìm đường, thì còn có thưởng thức cảnh ở bên ngoài. Còn một người đi lạc đường á, thì chạy tới chạy lui lẫn quẩn. Thì cái lẫn quẩn đó, đó Đức Phật ngài dạy là cái hệ lụy của samsara, cái hệ lụy của sự luân hồi. Nếu quả thật là chúng ta có được hạnh phúc thật sự, thì chúng ta đã thăng hoa, thì chúng ta đã giải thoát. Bởi vì không hạnh phúc thật sự, do đó chúng ta quanh đi quẩn lại, gọi là lạc trong mê hồn trận, nói theo danh từ của thằng là như vậy. Thành ra cái trạng thái đó không thể là gọi là an lạc được, nó là trạng thái bất toàn. Và nếu chúng ta chưa thật sự hiểu về đau khổ thì chúng ta sẽ hiểu về niết bàn. Và ở trong một cái cách nói nào đó thì chúng ta đang sống rất là ngây ngô. Ngây ngô lắm. Ngây ngô giống như một cái bầy gà mà người ta quăng ra một nắm thóc lúa thì nó chạy lên ăn, nó mừng rỡ. Hồi xưa chúng ta ở miền quê mình nuôi gà đó, mỗi lần quăng thóc lúa ra nó mừng lắm. Nhưng mà nó đâu biết là người ta quăng thóc lúa ra nó ăn rồi nó lớn lên rồi nó béo béo ra thì người ta đem nó mừng thịt đó. Dạ. Nếu tôi biết về thân phận đó thì nó sẽ không vui sướng như đó. Thật ra trong Kinh Pháp Cú chúng ta có câu là vui cười thích thú lẽ nào, khi đời mày bị phủ bao lửa hồng, trong đêm khói tối có hay không, sao chưa tìm ánh sáng hồng thoát ly. Là tại vì chúng ta không hiểu được cái thân phận của mình, chúng ta không hiểu được cái thực tại. Và chúng ta cười, chúng ta nói, chúng ta thỏa mãn, chúng ta tự hào, tự đắc, tự đại, tự cao, tự tôn, và chúng ta nghĩ rằng mình như này. Nhưng thật ra sống ở trong cái khổ, sống ở trong cõi luân hồi, nó chỉ là một sự quanh quẩn thôi. Dạ. Mình chưa hiểu điều đó đó. Tại mình cảm thấy tự hào mình là có học vị này, có địa vị kia, mình hơn người này, mình thắng người thua kia. Nhưng mà nếu mà bị lạc đường thì có gì để mà tự hào? Thì tất cả chúng ta đều lạc đường. Chúng ta phải thấy được điều đó. Dạ. Chúng ta phải thấy được điều đó. Không hiểu được đau khổ thì không hiểu được niết bàn đâu. Dạ. Mà chúng ta khoan nói đến niết bàn, chúng ta hãy tự hỏi rằng mình có thực sự hiểu về đau khổ hay không. Mà nếu chúng ta chưa thực sự
hiểu vì đau khổ thì đừng mong là chúng ta hiểu về niết bàn. Mà hỏi chúng ta hiểu vì đau khổ thì hiểu sao? Thì chúng ta chỉ hiểu cái chữ đúc khá nghĩa là gì, nhưng mà chúng ta có cảm nhận một cách sâu sắc về thân phận của mình hay không, hay là chúng ta chỉ là một bầy gà hí hửng khi ta quăng một nắm thóc? Chúng ta còn hí hửng khi ta quăng nắm thóc thì mình chưa gọi là mình hiểu biết sự đau khổ đâu, chưa gọi là mình hiểu biết về thân phận của chính mình đâu. Và thưa quý vị, ở trong một cách hiểu khác về niết bàn thì chúng ta có một cái cách nói bằng danh từ phủ định, gọi là phủ định từ. Cái phủ định từ này đó, ví dụ như nói rằng niết bàn là không có ái, không có khổ, không có tạo tác, vô sanh bất tử, thì cách nói này tương đối là không có sai. Nhưng mà bảo rằng mình hiểu một cách là chính xác đó, thì thật ra không hiểu cái chính xác, mà hiểu cách tương đối. Tại sao vậy? Chúng tôi lấy một thí dụ là một đứa nhỏ nó ham chơi, như thí dụ nó thích chơi game hay là nó thích đi chơi bạn bè, cha mẹ khuyên rằng con là học đi, con đừng bỏ thời giờ coi tivi nhiều, đừng bỏ thời giờ chơi game nhiều, hay là đừng có đi qua hàng xóm chơi nhiều, con làm như vậy con không học được, con ráng là học đi. Thì nó hỏi là nhưng mà con có học để làm gì? Thì đó là có học mai mốt con thành tài, như là kỹ sư bác sĩ. Nó nói thành tài rồi được cái gì? Thì là nếu cha mẹ mà diễn tả nó là thành tài có nghĩa là sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc, rồi sẽ trở thành ông này bà nọ, trở thành cái này kia, thì có lẽ nó khó hiểu lắm. Thì cha mẹ có thể dùng một hình ảnh đối lập là con học con thành tài mai mốt con bị người ta kẻ, mai mốt con không phải là làm lụng cực khổ phải xuống bùn sình hay là làm cu li quân bác vân vân, con học hành giỏi thì con sẽ không có bị đói khổ. Thì dùng cái chữ mà không có đói khổ, không có cực nhọc, không bị người ta coi rẻ, không, đó là một cái phủ định từ. Nhưng mà cái đó nó có thể hiểu được, nó có thể hiểu được. Ví dụ như là bây giờ lớn lên phải đi làm làm ruộng, lao động vất vả thì nó có thấy được. Bây giờ nói rằng con ráng học giỏi đi, con lớn lên con không phải làm lũ như vậy, hay là con ráng học giỏi đi, mai mốt người ta không khinh con á, người ta không coi thường, không khinh bỉ con, thì nó có thể hiểu được phần nào. Nhưng mà những phủ định từ đó nó cũng có cái giới hạn tương đối thôi. Không có nghĩa là một đứa trẻ mà cha mẹ nó giải thích như vậy mà nó có thể hiểu hết hoàn toàn. Thì đôi khi Đức Phật Ngài dùng cái khổ cuộc sống, cái khổ đó là khổ của Bhattacharya trong một cơn bão mà chồng chết, con chết, cha mẹ chết. Cái khổ đó là cái khổ của Kisakotami, có đứa con duy nhất rồi chết đi. Thì Đức Phật Ngài ở trong rất là nhiều cái phương tiện văn hóa, trong nhiều cách diễn tả đó, Ngài cho chúng ta sanh cảm nhận hiểu biết về niết bàn mà qua cái phủ định từ. Và một cách khác nữa đó là giải niết bàn bằng những cái từ ngữ có thể gọi là tạm gọi là tương đương. Như quý vị nhớ là không có cái chuyện chúng ta thường nghe trong tiếng Anh khi mình đi học á, hay mình học ngôn ngữ thì họ có cái từ điển gọi là đồng nghĩa với phản nghĩa. Nhưng mà gọi là đồng nghĩa thực sự rất là khó có từ nào đồng nghĩa. Mặc dù chúng ta nghe nó vẫn giống giống nhau, ví dụ như một cái người mới học Phật nghe chữ dục, chữ ái, chữ tham nghe giống nhau. Nhưng mà đôi lúc quý vị nghe thì từ siêu và tạo ráng phân tích chữ tanh ha, chữ ca má, chữ lô phá nó được xài chỗ này cái gì vậy, thì chúng ta thấy rằng nó có thể gần gần với nhau nhưng mà nó không có tương đồng, nó không đồng nghĩa hoàn toàn đâu. Thì khi Đức Phật Ngài dùng những danh từ có tính cách là gần, cái nghĩa nó gần đó, ví dụ Ngài nói về niết bàn, Ngài nói đó là sanh tá là sự an tịnh, nói bà đi tá là cao thượng, cao cả, xuất thí là thanh tịnh, kê má là an ổn, thì tạm gọi là
có những danh từ gần nghĩa hay là đồng nghĩa tương đối, chứ không có nên nghĩ rằng nó đồng nghĩa nghĩa là nó giống hoàn toàn, nó không có giống, nó không giống. Cũng như là chúng ta đọc trong cổ học Tinh Hoa là một người dùng cái đá và như cái cung, hay là dùng cái cung diễn đạt cái đá. Có khi người một người chưa biết về cái đá như thế nào, nhưng mà dùng cái cung để thí dụ vậy đó, thì dùng danh từ đó nó ở trong cái mức độ gọi là mức độ tương đối. Và thưa quý vị, chúng tôi có một số những cái từ ngữ mô tả về Niết Bàn được tìm thấy trong kinh điển, như là bất nhị, tức là không có còn cái cách đối đãi nữa, gọi là akanka asukka, hay là akata là không có tạo tác, cũng mà cũng là vô vi. Chữ vô vi đó có khi dịch là asankara là vô hành, hay là không có tạo mà cũng không bị tạo, gọi là vô vi. Chữ vô vi mà ở trong Lão Trang, vô vi nói trong Năm Hoa Kinh, thì nó cũng có phần nào đó nó có ý nghĩa chúng ta nói ở đây, nhưng mà chữ vô vi là không có bị đạo và không có tạo tác. Dạ. Akinchana là vô ưu, Akuto phá giá là vô sở quý, vân vân. Một dọc dài những danh sách mà chúng tôi trích ở trong một cái bộ sách biên khảo của ngài Bajuto nói về những tư vựng được tìm thấy để mô tả Niết Bàn. Quý vị thấy cái danh sách cũng dài, cũng tương đối. Dạ, cũng tương đối. Ở đây thì chúng tôi không có thì giờ để nói nhiều, quý vị có thể tìm trong bài học. Dạ, có nhiều danh từ như vậy. Bây giờ sau cùng đó là chúng ta thử đọc lại một số các trích đoạn. Một số cái trích đoạn này là có những lần mà chính Đức Phật ngài phải trực tiếp nói về Niết Bàn. Dĩ nhiên là các đệ tử Phật, trong đó có ngài Xá Lợi Phất, cũng có một số đề nghị, cũng có đề cập về Niết Bàn, diễn tả về Niết Bàn, nhưng ở đây chúng ta chỉ trích một số đoạn. Ví dụ như Đức Phật ngài dạy là: này chư tỳ kheo, có cảnh giới không có địa đại, không có thủy đại, phong đại, hỏa đại, không có không vô biên, không có thức vô biên, không có vô sở hữu, không có phi tưởng, phi phi tưởng. Ở đây đó, tức là Đức Phật ngài nói về cái vật chất và phi vật chất. Yeah. Vật chất ở đây tức là bốn đại, và phi vật chất ở đây tức là cái cảnh giới của trừu tượng, cảnh giới của tư duy đó, là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng. Không có đời này, không có đời sau, không có mặt trời, không có mặt trăng. Cảnh giới nó không đến, không đi, không sinh, không diệt, và chính là sự diệt khổ. Quý vị đọc bài đoạn này nghe giống như là đồng kinh Bát Nhã bên Bắc Tông vậy đó. Cái gì cũng không hết thì thực ra cũng phải là dễ, cũng không phải là dễ hiểu chứ quý vị. Dạ, không phải dễ hiểu khi mà nói rằng không sinh, không già, không đau, không chết, không có vô minh, rồi cho đến không thọ tưởng, không có sanh lão tử, rồi không có vô minh diệt, không có vô minh tận vô minh, thật ra rất là khó hiểu. Nhưng mà đây là một cách nói nó có đến cách là phủ định. Và Đức Phật ngài cũng dạy rằng quả thật Niết Bàn không dễ thấy biết khi còn vô minh và ái chấp chấp sanh thử, khi nội tâm đoạn tận vô minh và ái mới có thể thực sự liễu ngộ. Thì khi mà chúng ta còn vô minh và ái là chúng ta còn chấp ngã, thì với ngã thủ và kiến thủ này rất là khó để chúng ta hiểu Niết Bàn là gì. Và ví dụ như là mình hiểu thiên đường đó, là nơi mà mình sanh ra, mình được cái này, mình hưởng cái kia, cái liên quan tới tôi, tới ta đó. Và khi mà không có nói đến tôi, về ta hưởng này, hưởng kia, thì mình không hiểu cái lời thiên đường. Dạ. Yeah. Cũng như là có một số người đi chùa và họ chỉ được, khi họ chỉ vui khi nào mà họ thấy rằng họ có một cái chỗ đứng, một cái vị thế, họ là thế này, thế kia ở trong chùa. Nhưng mà cũng có số người khác đi chùa chỉ thật sự sống an lạc, sống hoan hỷ khi nào mà làm việc chùa mà không nghĩ đến tôi, không nghĩ đến cái ta. Có chứ không phải là không có đâu. Có nhiều người làm việc chùa là một cách thầm lặng, một cách lặng lẽ, nhưng mà trong cái lặng lẽ đó cũng có hạnh phúc. Cái hạnh phúc của không có cái tôi, cái ta, cái đó nói chuyện với một số người khác thì số người khác không hiểu được. Ủa, nếu mình làm mà không nhắc đến cái tôi, cái ta, có nhiều hạnh phúc, nhưng mà người kia đó chính vì không có
cái tôi cái ta trong đó mới hạnh phúc thực sự. Thật ra có hiểu được quý vị. Thật ra ở đây chúng ta nói rằng còn vô minh và ái chấp thì chúng ta không thể hiểu được Niết Bàn. Và Đức Phật này cũng nói rằng này chư tỳ kheo, có cái không sanh, không trở thành, không tạo, không bị tạo. Dạ, ở đây chúng ta có chữ Akata và Asankata. Akata là không tạo, dạ, tức là không là năng, không bị tạo là Asankata, tức là không là sở. Dạ, không, không là không tạo, không bị tạo. Chính là cái giải thoát, sự giải thoát, cái bị sanh và hữu vi. Đó cũng là cách mô tả về Niết Bàn. Và Đức Phật này cũng có dạy trong bài kinh khác là hãy còn lệ thuộc là còn dao động, mà không lệ thuộc thì không dao động, không dao động thì tịch tịnh, không thiên chấp, không đến không đi, không đến không đi thì không sanh không diệt, không sanh không diệt thì không đời này không đời sau. Đó là sự chấm dứt hoàn toàn toàn bộ khổ uẩn. Nó cũng là một cái minh họa khác về về Niết Bàn. Thì thưa quý vị, với những cái sự tóm tắt ở đây đó, chúng tôi chỉ muốn đề cập đến một điều là chúng ta đừng chủ quan và chúng ta đừng đưa ra một cái kết luận Niết Bàn là thế này, Niết Bàn là thế kia. Đặc biệt là khi quý vị học vào chủ nhật này, khi mà thượng tọa để sư giảng về Niết Bàn, chúng tôi sợ nhất là một cái người mà học thắng pháp mà cuối cùng kết luận rằng Niết Bàn là sự chấm dứt tất cả, trở về hư vô, gọi là Hòa Thượng Diên Hoàng gọi là đoạn kiến. Thì thật ra Niết Bàn nó không được hiểu cái hạn hẹp như vậy. Niết Bàn là một bằng ý nghĩa rất là rộng. Niết Bàn là một ở trong bốn pháp Paramattha. Dạ, thuộc về đệ nhất nghĩa đế hay thuộc về chân đế. Niết Bàn là sự an lạc tối thượng. Nhưng sự an lạc tối thượng đó cũng phải để hoặc ghép chứ, có đơn giản là định nghĩa. Thì chúng ta nên hiểu cái vị thế nào, ở cái tư cách nào chúng ta có thể nói, có thể hiểu về Niết Bàn. Và chúng ta cũng nên khiêm tốn mình nhận rằng cái sự hiểu biết của chúng ta nó có giới hạn. Dạ, chứ không phải là không có giới hạn. Như hồi nãy chúng tôi nói là một người mù bẩm sinh, đây là thí dụ của Đức Phật thôi nha. Đức Phật thí dụ nó một người bẩm sinh chưa từng biết màu sắc, càng nghe diễn tả về màu sắc thì họ càng bối rối. Và thật ra chúng ta không có diễn tả màu sắc cho người mù bẩm sinh được. Dạ, chúng ta nói màu xanh thì chúng ta mượn là màu xanh lá chuối non, dạ, hay là màu xanh da trời. Chúng ta dùng cái thí dụ này để nói màu kia, mà chúng ta chưa thấy da trời, chưa thấy màu xanh chuối non thì làm sao mà chúng ta có thể biết được. Hay là màu xám thì xám tro, chúng ta chưa thấy tro sao mà biết màu xám tro thế nào. Đây là những điều mà tất cả chúng ta rất cần để tự nhắc chính mình, là chúng ta nên khiêm tốn, nên thành thật về cái sự nhận hiểu của bản thân. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện ở tại đây. Thì chúng tôi gọi là bài bổ túc, tức là bài thêm vào. Và thật sự bài này đó là bài chuẩn bị cho cái ngày học ngày chủ nhật này. Bởi vì thân tình mà nói thì chúng tôi không có thi giờ nhiều để điều học cho cái bài học ngày chủ nhật, mà chúng tôi chỉ chuẩn bị những câu thảo luận mà thôi. Chúng tôi rất là ngại là quý Phật tử khi mà học những bài như vậy thì quý vị sẽ mang một số cái nhìn mà nó có tất cả là tư kiến vào trong đó. Và do vậy nó rất là dễ cho chúng ta có những cái ngộ nhận. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở tại đây. Hiện thì thượng tọa Từ Siêu không có mặt ở trong lớp học. Chắc là thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa đang ở trước máy, xin thượng tọa đang nói cho vài lời ở trong lúc soạn câu thảo luận. Xin hỏi thượng tọa đang có nghe được không? Thượng tọa tôi quyền cái thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tôi quyền nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ nói cho vài lời.
thưa quý vị thượng tọa Tư Quyền cũng không nghe được. Dạ, thưa không nghe. Ồ, dạ thỉnh thỉnh thưa tọa Tư Quyền, xin thỉnh tọa nói cho vài lời rồi chúng ta sẽ đi vào thảo luận. Dạ. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, kính giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh để quý trụ trì về đức từ đức chân nguyên thông cũng như tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tiên nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bất thật hôm nay nói đến cái đề tài mà như lời giảng của thượng tọa Giác Đẳng chúng ta thấy nói đến niết bàn, thì phải nói rằng đối với chữ niết bàn thì dựa trên kinh văn, những cái lời dạy mà Đức Phật ngài nói để chúng ta, đó cũng là mục đích mà Đức Phật ngài đã tự thân chứng đắc và chỉ ra dẫn dắt cho tất cả chúng sinh chứng đắc như chính mình. Phải nói rằng bởi vì chúng ta chưa có thành tựu thể nhập niết bàn, trên những gì nói chỉ là dựa trên chân thật của kinh văn nói để đạt một cái trạng thái, một cái giá trị của niết bàn, chứ sự thật ra là cái trạng thái đó, cái quả vị đó không có những cái ngôn từ mà có thể là nó lột tả hết được. Bởi vì bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm để mà mục đích chỉ đạt được thành tựu cái quả vị đó, cái quả vị mà không còn sinh tử, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn cái đời sống sau nữa. Chúng ta nghe và chúng ta hiểu được cái đời sống sau đó nó không phải là một chuyện bình thường, mà cái điều này không phải cầu nguyện, mà chính chúng ta phải dấn thân, phải tạo, phải tu hành ba các cái pháp độ để mà chúng ta mới có được, chúng ta mới thành tựu được cái quả vị chứng đắc đó. Cho nên vì vậy, những gì hành động đã làm, hiện nay làm và tương lai làm đều là góp nhặt để đơm đầy, góp nhặt để thành tựu các quý vị an lạc cho ngày sau. Thì kính thưa quý vị, các quý vị an lạc này sẽ được nói mà chúng ta ít có bao giờ mà có người thành tựu được. Bởi vì quả thật thì rất là khó. Nói chứ sanh thiên á, bờ này bờ kia, cũng như là thật là xa từ bờ này bờ kia, một cái con người thiện tâm, một con người ác tâm. Chứ đừng có nói chi mà biết niết bàn nó là phi thiện, phi bất thiện, nó thuộc về vô ký. Chứ không thiện, không bất thiện, thì cái trạng thái đó lại càng xa hơn nữa. Rồi là thành tựu quả vị. Nhiều khi chúng ta đọc trong kinh văn, chúng ta thấy bao nhiêu ngàn chư thiên, bao nhiêu triệu ức chư thiên chứng đắc thánh đạo thánh quả, thì cứ thưa quý vị, có thể nói rằng là các vị đó đều đã tu tập đầy đủ pháp độ mới thành tựu được cái quả vị niết bàn, cái quả vị an lạc đó. Quả vị an lạc ở niết bàn này thì ở cái cõi ngũ uẩn, chúng ta mới thực hiện được cái cõi ngũ uẩn chứng đắc được. Cho nên các vị chư thiên không phải là cõi người mới chứng đắc được thánh đạo thánh quả, mà chỉ đâu có cõi chư thiên nữa, bởi vì cõi đó vẫn còn ngũ uẩn xuất hiện. Thì qua đó để cho chúng ta thấy ở trong cuộc đời này cái sự tịch tịnh, cái sự vắng lặng, cái sự an lạc một cách tuyệt đối, mà niết bàn năng quá ra mang xuất khăn, niết bàn là hạnh phúc tối thượng, cái hạnh phúc đó nó vượt qua ngoài cái giới vứt của dục giới, của sắc giới, của vô sắc giới. Cái hạnh phúc đó tức là khi không còn khổ đau sanh tử, không còn vui, không còn buồn, không còn sanh tử lăn trôi trong cuộc đời, không còn khổ đau nữa. Trên cái nhìn của tất cả chúng sinh phàm phu chấp thủ, ai luyến muốn hưởng, muốn nắm, muốn cầm, thì người ta mới đi tìm cái hưởng, cái nắm, cái cầm.
Còn cái trạng thái Niết Bàn, nó là một cảnh chứ không phải là cõi Niết Bàn. Để chúng ta đạt được cái cảnh Niết Bàn đó, chứ không đạt đi về cái cõi Niết Bàn, thì không có chuyện ở trong kinh Phật không có dạy nó cái cõi. Bởi vì Niết Bàn ở nơi đó, nó chỉ là cảnh chứ không có nơi, mà cõi nơi đó chúng sinh nương giá trú. Hay mà cõi có trú thì phải có sinh tử khổ đau nữa, phải có già chết sầu bi, có ôn não, phải có thương xa ghét gần. Những cái niềm đau nỗi khổ, những cái vui cái buồn nó trải đầy, và nó bị cái hữu vi pháp, nó tác động với sankhara, nó tác động. Thì ở đây nó thuộc về vô vi, các pháp không còn hữu vi nữa, mà là các pháp thuộc về pháp vô vi, cái bàn thuộc pháp vô vi. Cho nên vì vậy không kể, không đông, không đo, không đếm được, mà trạng thái chỉ là một trạng thái, một cái cảnh tịch tịnh, vắng lặng, mỗi phiền não. Vậy có phải là sỏi đá không? Vậy có phải là cội cây không? Cây này, sỏi đá kia, không phải chúng ta không thể nói như vậy. Không phải chúng ta tu rồi chúng ta biến thành cây, biến thành sỏi đá, không phải vậy. Mà tu rồi thì thành tựu quả vị đó rồi, thì chúng ta không còn cái niềm đau nỗi khổ, cái niềm vui nỗi buồn nữa. Ở cuộc đời này có vui thì có buồn, có sanh thì lão già, có bệnh, có lão, có già, có chết, có sầu, có bi, có khổ, có ô, có não. Ở đây cuộc đời có vui, có buồn, có sanh, có tử. Có mang thân ngũ uẩn thì nó phải có cái gì? Phải có sự bệnh và phải có sự chết. Các pháp nhân sanh, các pháp làm nhân sanh thì các pháp sẽ chịu quả diệt. Mà Niết Bàn là phi nhân phi quả. Niết Bàn không phải là quả, phi nhân phi quả. Cho nên ở đây cái trạng thái Niết Bàn chỉ là một cảnh Niết Bàn, nó chỉ là tịch tịnh vắng lặng như vậy thôi. Và kính bạch thượng tọa, con kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại. Nam mô Bổn Thầy, và con đã trả lời xong. Sa thú kính trưng thượng tọa tuệ quyền. Thượng tọa pháp đăng nghe, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa đăng nghe được, xin thỉnh thượng tọa quan kỳ trả lời cho câu thảo luận số 1. Dường như thượng tọa đăng không có bằng ở trước máy. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, Sư Nguyên Thông quan kỳ trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ. Sư Nguyên Thông, ở đây có một điều mới nghe như là nghịch lý, nhưng mà nó vẫn xảy ra, đó là mình nói rằng Niết Bàn là một trạng thái mà vượt ngoài cái sự biểu đạt của ngôn ngữ. Nếu như vậy tại sao chúng ta còn phải nói đến Niết Bàn? Tại sao chúng ta còn đề cập đến Niết Bàn khi mà mình nói rằng mình không thể nói được? Xin thỉnh ý kiến của Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con tu lệnh sư phụ góp ý kiến cho câu hỏi thảo luận số 1. Nếu Niết Bàn là điều vượt qua biểu đạt của thế gian thì tại sao còn phải nói? Kính thưa sư phụ, tất cả chúng ta là phàm nhân. Nghĩa là phàm nhân thì chúng ta không thể thấy được Niết Bàn, không được biết được Niết Bàn. Nhưng mà qua lời dạy của Thế Tôn, qua cái sự mà giảng dạy của Ngài đó, thì chúng ta tựa vào đó, noi theo đó để mà tu hành. Và khi mà chúng ta chứng đắc thì chúng ta biết là chúng ta chứng đắc Niết Bàn. Là bởi vì cái Niết Bàn đó là cái một cái cảnh giới, mà cái cảnh giới đó chỉ có người chứng mới thấy được, chứ mới thấy được mới biết được. Còn những người như chúng ta là phàm nhân thì chúng ta chỉ nghe hiểu có một cái sự tưởng tượng tương đối nào đó mà thôi, chứ sự thật ra mà nói biết rõ thì chúng ta không thể nói được. Bởi vì đối với những người mà không có tu hành, không có tu chứng, thì đối với chúng ta thì Niết Bàn là bất khả tư nghi, là một trong những cái điều là không thể nghĩ bàn được. Còn đối với những người tu chứng thì họ đã thấy được hay biết được, nhất là những người đã đạt đến tứ quả. Chứ còn những người sơ quả, nhị quả, tam quả thì những người đó, thí dụ như là Tu Đà Hoàng thì chỉ thấy biết Niết Bàn khi mà Ngài đắc chứng được sơ quả. Chứ còn nếu mà nói Ngài thường trụ trong đó thì có lẽ là không có nghe nói.
Vì kính thưa sư phụ, câu hỏi số 1 là nếu Niết Bàn là điều vượt ngoài sự biểu đạt của ngôn ngữ thì tại sao lại còn phải nói? Bởi vì nếu mà không nói, không phải học lại do những cái lời dạy của Thế Tôn từ xưa để lại cho chúng ta đó, thì làm sao chúng ta có những cái cảm nhận để nó mà khiến cho chúng ta có cái sự ham muốn, ưa thích để mà chứng đạt những cái trình độ đó hay là cái quả vị đó. Vì vậy cho nên nói rằng Niết Bàn là vượt mà sự biểu đạt của ngôn ngữ thì đối với những người chưa chứng đạt, những người phàm nhân như chúng ta, nhưng mà đối với những người mà đã nghe theo lời giảng dạy của Thế Tôn, nhất là cái bài pháp cuối cùng của Ngài trước khi Ngài Niết Bàn thì Ngài sách tính chúng ta, thì cái sự sanh tử là cái việc đại sự cho chúng ta phải cố gắng để thành đạt cái điều đó. Và vì vậy cho nên dầu rằng điều đó nó là vượt ra ngoài cái sự biểu đạt của ngôn ngữ, nhưng mà nương theo lời dạy của Ngài thì chúng ta có thể diệt trừ những cái tham ái, cái tham lam, cái sân hận, cái si mê. Thì khi mà chúng ta diệt trừ được cái chuyện tham ái, sân hận, cái si mê của chúng ta đó, thì khi mà chúng ta thành tựu từ từ đó, thì đến một ngày đẹp trời nào đó thì chúng ta mới là sáng mắt ra, thì cái sự mà chứng đắc Niết Bàn nó đến một cách bất thình lình đó. Trong kinh đó, thì Phật dạy, sự khi mà Ngài giảng dạy sẽ có nhiều người để chứng đắc, tại vì một khi mà một vị chánh biến tri xuất hiện trên trần gian này thì những người đã có những cái duyên, có cái duyên gặp Đức Phật và những có đạt được một cái trình độ nào đó thì tự nhiên thì họ sẽ xuất hiện một lượt cho dưới là cái đế Đức Thế Tôn, để rồi khi mà ngài nghe Ngài giảng dạy thì những người đó mới có thể biểu đạt được. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng tại sao khi mà Thế Tôn giảng dạy lúc đó có hàng ngàn, hàng trăm, ngàn triệu người mà chứng đắc, mà bây giờ chúng ta khó khăn, là bởi vì những người đó có cùng duyên với Ngài. Đôi khi có nhiều người đã là mẹ Ngài thế nào đó, và vì vậy cho nên là đã là cha Ngài rồi. Khi mà những người đó có cái duyên gặp lại Ngài thì những người đó kêu Ngài là bằng con, vân vân, và Ngài đã giảng dạy giáo pháp cho những người đó. Bởi vậy trên thế gian này có nhiều điều mà nó vượt qua khỏi cái tầm hiểu biết của chúng ta. Chúng ta chỉ nghe theo cái lời kinh đã truyền lại để mà đọc, để mà thấu hiểu những sự việc xin lỗi, mà chúng ta chưa có đạt được cái Niết Bàn đó, thì ra chúng ta không có thể hiểu được. Nhưng mà qua lời dạy của Thế Tôn, những cái lời giảng dạy của Ngài, để mà chúng ta thể nương vào đó mà tu hành, có sự tham lam, tham muốn, sự sân si của chúng ta, để lần lần chúng ta có thể thành tựu được quả vị mà để không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Đó là cái mục tiêu của tất cả chúng sanh, của tất cả những vị chân tử có mặt trong cái đạo tràng này để mà học hỏi. Tất cả những vị chân tử có mặt trong đạo tràng này, con nhận thấy rằng ngày nào cũng đều đặn có mặt ở đây, thì những người đó đều có một cái sự tinh tấn, một cái sự quyết tâm, và cái sự tinh tấn quyết tâm đó nó phát sanh từ cái trí tuệ đã bao nhiêu kiếp mà những người đó đã từng tu hành, đã từng thực hành giáo pháp để mà có sự cái trí tuệ này. Đó là cái sự suy nghĩ của con đối với câu thảo luận số 1. Con xin trao mai là cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm, hoặc là nói thêm những điều mà con nói chưa đúng, chưa đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai, và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú kính trân sư Nguyễn Thông. Thưa vị thượng tọa pháp đăng, như là đã rơi xuống rồi thì phải. Thượng tọa tôi quyền ở thượng tọa có thể trở lại để trả lời cho cô thảo luận số 2 không? Nếu mà thượng tọa tôi quyền đang ở trước máy. Dạ có con. Dạ. Thượng tọa tôi quyền ở trong năm cái điểm mà Đức Phật đề cập đến Niết Bàn đấy, Ngài có nói rằng đó là cái pháp mà chỉ có thể được liệu chứng ở nội tâm,
chứ không phải ở ngoài giới. Thì điều này được hiểu như xin Thượng Tọa Quan Thị giải thích cho. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giác, dạ, kính thưa toàn thể đại chúng. Có thể nói rằng chúng ta biết cái điều gì mà cũng như ở trong Pháp á, hay là cái Niết Bàn cũng vậy. Tức là những gì mà nó được thấy, được hiểu, được biết, hay được thực chứng, được điểm ngộ tự nơi tâm, không có phải ngoại giới, hay tự ở nội tại chứ không phải ngoại giới. Đây là cái điều chắc chắn như vậy. Bởi vì ở ngoại giới không phải tác động của ngoại giới mang lại. Ai có như là mang tới một cái gen cấy lên cho ta, cho ta bắt đầu từ đó ta mới phát triển ra, phải như vậy. Mà chính là một cái sự tu tập, chính là một sự thực nghiệm, một sự tu quán xuyên suốt, hay hoặc là sự thành tựu các pháp độ và có sự tu chứng một cách đầy đủ và dài dặn. Và thế là cái kết quả nó rất là nhanh chóng. Chúng ta thấy khi các vị ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, hay là nói một câu, một cái câu nào đó mà nó vị ấy chợt nhận ra, chúng ta gọi là chợt nhận ra, chứ sự thật ra các vị đó có một cái trí tuệ, mà cái trí tuệ nội quán hay tuệ quán đó, nó đã chín mùi, đã thuần thục như là một giọt nước tràn ly, mà chính Đức Phật này khơi nguồn cho cái tác động đó, khơi nguồn dẫn lối đó, chứ không phải là chính Đức Phật này là một ngoại giới để tác động để thành tựu cái bài, cũng không phải. Mà chính vì đó nhận như thật, như thị như thật, như thị như thật, cái giá trị chính đắc, cái giá trị niết bàn đó, hay cái giá trị an lạc đó. Bởi vì kính thưa quý vị, khi cái người mà chưa thành tựu niết bàn mà người ta nói người ta chứng đắc niết bàn, thì đối với các vị đó rất vô giá trị. Bởi vì những vị chứng đắc niết bàn, người ta sẽ hiểu được cái giá trị chứng đắc niết bàn nó đồng nhất. Còn giới phàm phu của chúng ta, bằng một cái sự xuyên của mình, hay bằng một sự ca tụng của người, để xương tán của người, mà chúng ta cho rằng là chúng ta thành tựu thì chúng ta chứng đắc, thì điều này đều là một cái điều mà tác động của ngoại giới. Một cái trạng thái tịch tịnh, một cái trạng thái vắng lặng, một trạng thái mà an lạc tuyệt đối, là chính tự vì đó đã cắt đứt phiền não, đã chiến thắng với phiền não. Và khi chiến thắng với phiền não xong, cắt đứt phiền não xong, thì vị ấy mới là hiểu biết được tự mình, hiểu biết sanh không còn nữa, không còn khổ đau, không còn sanh tử nữa, đã viễn ly thế gian này, không còn khổ đau, không còn trở lui cái trạng thái của sanh tử luân hồi với tất cả chúng sinh phàm phu. Bởi vì ái thủ đã được chấm dứt, ái thủ được cắt đứt, thì không có sanh hữu nghiệp hữu, thì làm sao có già chết sầu bi khổ não. Cái trạng thái đó, cái trạng thái mà chấm dứt đó, cắt đứt đó, thì mới gọi là cái trạng thái của niết bàn. Và vì vậy chính là cái nội tại của người đó, nó phải có một cái sự chiến đấu, nó phải có một cái sự thắng phục ma giới ở trong lòng mình, ma quân ở trong lòng mình, chứ không phải là ngoại diện ngoại binh để tạo một điều kiện chủ quan khách quan cho ta, và từ đó ta chứng đắc. Thí dụ như cần có cái sự khai mở, cần có một cái sự tác động để nảy mầm, thì Đức Phật ngài tác động. Và cái sự nảy mầm đó, cái sự kết tụ đạo tràng đó là phải do chúng ta. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Chứ không phải là do chính Đức Phật ngài khai mầm giác ngộ. Bởi vì quý vị biết là ở trong tinh thần Phật pháp mình không có cái chuyện nói đến Phật thánh, không phải có cái tâm tánh, có cái Phật thánh, và thế là chúng ta coi như đồng nhất, coi như là viên mãn đồng nhất, hay là có một cái pháp tánh
đồng đẳng, không phải như vậy. Mà bởi vì phàm phu thì pháp tánh đồng đẳng của căn bản bất thiện, tham sân si là căn bản như nhau. Còn đối với các vị thánh, các vị đã chứng đắc niết bàn thì các ngài không còn không buông tham buông sân buông si, không còn tham sân si khởi sanh trong tâm này nữa. Thì cái giá trị đó nó không phải là một cái giá trị mà thì khi nào đối với các vị thánh tứ quả thì giá trị đồng đẳng trên giá trị niết bàn. Còn người phàm của chúng ta thì không thể nào mà tác động được. Thế người phàm của chúng ta không nào diễn tả được cái trạng thái của niết bàn. Dẫu cho người ta có nói, dẫu cho người ta có cái trạng thái của niết bàn là vậy vậy nghe, các ngươi hay tu đi rồi các người sẽ hiểu ta, hay là quả thật thì ngoài Đức Phật ta không ai mà có khả năng mà điều ngự mà dẫn dắt chúng ta được, để chúng ta để dẫn đường chỉ lối cho chúng ta, còn đi trên con đường đó để thành tựu nó, đi trên con đường đó để về đến đích đó, thì chính tự chúng ta lái cái chiếc xe tâm hồn của mình, lái cái chiếc xe sinh tử này để về con đường bất tử, để về cái chỗ không còn lái nữa, không còn đi lòng vòng trong tam giới này nữa, đó là do chính mình, chứ không phải là đời Đức Phật này đưa cho chúng ta, cũng như là chỉ dẫn đường chỉ lối cho chúng ta, thì chúng ta tự mà đi. Thì tự mà đi ở đây chính là cái giá trị của nội tại của tự mình, chứ không phải là được Đức Phật truyền trao tâm pháp rồi bắt đầu mà truyền trao có như là ấn chứng được cho chúng ta coi như, hay hoặc là được coi như là kế thừa mạng mạng Ấn Độ, được kế thừa cái giống giác ngộ đó, và thế là chúng ta được giác ngộ, không phải là vậy, mà chính là phải tự mình đi trên con đường đó, dấn thân trên con đường đó và điều phục được con đường đó và thành tựu, hiểu biết được rõ ràng con đường đó, và thế là chúng ta mới viễn ly, thế là chúng ta mới xả bỏ, và thế chúng ta mới thành tựu, và thế chúng ta mới đạt được. Tức là ở đây chính muốn nói tới cái gì, cái giá trị của tự thân của tất cả chúng ta phải tu tập, phải bước đi, phải tự thân hiểu biết, phải tự thân lĩnh ngộ, chứ không ai tu dùm cho mình, cũng không ai giác ngộ dùm cho mình, cũng ai tu thế, cũng ai làm thay giúp dùm cho mình, và thế là mình cũng được cái quả vị niết bàn như người khác. Điều này không bao giờ có, mà cái điều này là bởi vì cái tâm chỉ của đạo Phật, tức là tự giác, cái tinh thần và cái tâm chỉ tự giác rồi giác tha, trước nhất mình phải hiểu, và sau đó mình mới chia sẻ một phần để người ta hiểu, và từ người ta hiểu đó rồi người ta cũng tự mình một mình dấn thân trên cuộc đời tu này. Đó là vậy đó, đó là điều mà nó khác hơn. Không bạn đồng hành, không đi người đi chung đường, đành rằng có các bạn đồng hành, nhưng đi trên con đường phạm hạnh đó là từ người đi, từ mỗi người ra đi, từ mỗi người tu tập. Mà trong bài kinh Như Tây Vô Mục Sừng, Thà Như Tây Giác, một mình ra đi, đó là cái giá trị đó. Tức là con đường này là con đường của mình đi. Dạ, con đang gỡ, dạ, con xin có cái điều không phải như vậy. Dạ, tiếp theo con kính thỉnh thượng tọa tiếp tục chương trình, dạ, có đi, kính thỉnh thượng tọa, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trình một thiền tọa quý vị. Xin được hỏi thiền tọa Pháp Đăng, thiền tọa có nghe rõ không? Có. Nãy giờ thấy thiền tọa, dạ, thấy thiền tọa có. Dạ, có. Dạ, có nhiều thứ mình biết, chưa Đăng rất là cố gắng. Người vào sinh hoạt mỗi ngày mà lại gặp phải internet rất khó khăn được. Và thiền tọa Pháp Đăng, khi mà chúng ta đề cập đến Niết Bàn thì chúng ta nói rằng mình là phàm nhân thì nó giống như con cá mà chỉ biết về thủy tánh,
mà chúng ta rất là khó để hiểu biết về đất liền. Mà con cá nó không hiểu biết về đất liền, trên mặt đất thì làm sao mà nó mông cộng lên mặt đất được. Thì bây giờ chúng ta nói rằng Niết Bàn không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ, và chúng ta phạm nhân không hiểu rõ Niết Bàn, thì chúng ta dựa trên cơ sở nào, lấy cái gì để mà phát tâm tu tập để chứng ngộ Niết Bàn? Xin Thượng Tọa hoan hỷ cho một vài cái người ý về điểm này, kính thỉnh Thượng Tọa. Yeah. Hello. Chị nghe được không? Dạ, tại vì bữa hôm nay cái máy không biết nó bị cái gì mà nó cứ vô rồi nó nhảy ra cái bản giống như mình kết nối đầu tiên vậy đó, thành bây giờ con không thấy là trong lớp học là có nghe được con nói hay không, nhưng mà con nghĩ là con nãy giờ con vẫn thấy vậy mà con vẫn nói, từng đầu vẫn nghe, là con nghĩ vẫn nghe được. Dạ, xin thưa với quý vị đó thì chúng ta phải biết rằng tâm thiện, dục giới hợp trí nó vẫn biết Niết Bàn bất định. Tâm đạo thì tâm quả biết Niết Bàn nhất định. Điều này đó thì nếu mình học vào điều này và từng nương vào cái câu hỏi của Thượng Tọa đó thì mình có thể trả lời như thế này quý vị. Cái điều này cũng được Đức Phật Ngài nhắc. Ngài nói rằng cái đống lửa đó nó do cái nhiên liệu cháy trước mặt mình. Giờ cái nhiên liệu đó nó hết, nó cũng tắt trước mình. Như vậy mình có biết không? Tất nhiên là mình sẽ biết, chứ không thể nào nó không biết. Bởi vì cái tuy rằng chúng ta cũng nghe Thượng Tọa Giác Đẳng nói về những cái ví dụ con rùa với con cá, hay là ví dụ người mù với những cái sắc, nhưng mà thực sự ra thì chúng ta vẫn thấy được Đức Phật Ngài nói vấn đề về tâm thiện hợp trí biết Niết Bàn bất định đó, là chúng ta hiểu. Bây giờ chúng ta thấy phiền não nó nung nấu chúng ta, như phiền não tham nó làm cho chúng ta bị cuốn hút, mà lúc nào đó mình không có bị tham nung nấu mình đó, thì mình cảm thấy thật sự là không có bị phiền não nung nấu. Còn lúc nằm sân lên, mình bực bội, tâm tim của mình đập mạnh, mặt mày biến sắc, thì mình biết cái sân là phiền não nó nung nấu mình. Bây giờ cái sân đó nó không có, thì mình an trụ trong cái thiện pháp, thì mình vẫn thấy được cái sự vô sân đó là một cái hạnh phúc. Cũng giống như vậy, si mê là làm cho mình tâm tối, không biết cái gì hết. Thì bây giờ mình không có si mê, mình sáng suốt, mình nhận biết được những cái thiện pháp và ác pháp. Vì đó cũng là cái trạng thái để cho mình biết rằng si mê nó nung nấu mình, nên gọi là phiền não nung nấu chúng sanh. Như vậy giờ đối với tâm thiện hợp trí đó, Đức Phật Ngài cũng nói cũng biết được Niết Bàn do mình so sánh. Bởi thường thường mình thấy có năm cái sự mà diệt phiền não đó. Một là diệt phiền não bằng bất thiện bằng tâm thiện, có nghĩa là dùng tâm thiện diệt và tâm bất thiện. Vì tâm bất thiện là tham sân si hôn trầm thủy miên đó, làm cho mình rất khổ sở. Tạm thời lúc nào mình không có những cái ác pháp này đó, thì mình tạm thời mình hiểu đó là một cái cách mà trong năm cái cách mà Đức Phật gọi là tâm thiện thay thế tâm bất thiện, gọi là thiền não đó. Hai là lúc nào đạt được thiền định đó, thì mình lắng động được những cái thiền não. Thì mình tạm thời mình hiểu rằng Niết Bàn là một cái hạnh phúc mà nó vượt hơn cái đó. Tại vì bây giờ mình chỉ do cái thiền định thôi, mình đè được cái triền cái, năm triền cái, hay tham dục triền cái, hay sân độc triền cái, hay là trảo hối triền cái, là cái tâm mình tống túng phan duyên. Thì tạm thời mình đắc được thiền đó, thì cái tâm thiện nó đè được cái tâm bất thiện, nó cũng giống như là đá đè cỏ. Điều thứ tư đó là tâm đạo. Điều thứ ba là tâm đạo sát trừ phiền não bằng sát trừ vĩnh viễn. Thì thành lúc bây giờ đó, cái tâm đạo nó cũng biết được Niết Bàn nhất định. Như vậy đó, thì sao biết Niết Bàn nhất định đó, thì cái tâm quả sẽ biết Niết Bàn bằng cái cách gọi là giống như không nợ. Giống như lửa nó cháy, nó nung nấu, bây giờ lửa tắt trước mặt mình định biết nó không còn nung nấu mình, có nghĩa là lửa thiền não tham sân si đó quý vị. Và cái ý nghĩa thứ năm là cái tuệ siêu thế đó, phản kháng phiền não đã sắc từ phiền não còn dư sót. Thì cái tuệ siêu thế này sanh lên đó là do mình chứng đắc Niết Bàn và mình biết được bốn tâm tham hợp tà, tâm si hoài nghi đó, là năm cái loại bất thiện phiền não này đã
đã vĩnh viễn không còn ở trong tâm của mình nữa. Và phiền não còn dư sót như là ái sắc, ái vô sắc, hay là dục ái và sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật, nó còn lại, nó còn sót lại. Thì điều này được Đức Phật Ngài ví dụ như lửa, lửa nó cháy trước mặt mình do nhiên liệu. Và bây giờ cái nhiên liệu đó còn ít, và cái lửa nó tắt dần. Ví dụ chúng ta nói rằng 10 nhóm lửa giống như 10 cái loại phiền não. Thì bây giờ những cái lửa nào nó tắt á, thì mình biết nó tắt. Và cái lửa nó còn cháy, mình biết nó còn cháy. Và cái sự nung nấu của lửa còn lại đó, mình biết nó cũng là thiêu đốt. Thì chúng ta hiểu cái cách này đó, đây là cũng là cái cách mà Đức Phật Ngài giảng thông kinh, và Ngài nói rằng có thể nói cái người thấy lửa cháy và biết lửa cháy do nhiên liệu và cái lửa đó tắt, vì nó biết như vậy, có biết được hay không thì phải nói là biết, chứ không thể nào không biết. Thành ra cái tâm thiện nó cũng là một ở trong năm cái loại đoạn trừ bất thiện. Và chúng ta hiểu nơi đây là chúng ta hiểu cái phiền não niết bàn. Cái phiền não nó nung nấu chúng ta, và cái phiền não nung nấu chúng ta đó, thì chúng ta biết cái tâm thiện nó có, nó không bị nung nấu. Tạm thời nó không bị nung nấu, lúc cái tâm thiện nó có thì nó có vô tham, vô sân và trí tuệ đó, là tạm thời nó không có bị phiền não nung nấu. Nhưng mà lúc nào mình tham sân si đó thì mình thấy rõ ràng là mình bị nó nung nấu cho mình sầu khổ, héo xào. Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy đó. Thì Đức Phật Ngài cũng có đưa cái hình ảnh này lên, và trong vi diệu pháp cũng nói về cái tâm thiện hợp trí đó, nó cũng biết được biết bàn, biết bất định, vì nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để cho tâm đạo sanh lên, biết niết bàn nhất định, mà tâm quả biết niết bàn bằng cái khẳng định trở lại. Và cái tuệ siêu thế đó là biết phiền não sát trừ, phiền não còn dư sót, niết bàn là chứng lần thứ nhất. Như vậy đó, thì so sánh với cái phiền não niết bàn mà khi mà Đức Phật Ngài chứng ngộ với cội bồ đề đó, thì chúng ta cũng thấy rằng mình tu đó, mình tu càng ngày đó, càng ngày mà cái tâm thiện mình càng nhiều đó. Bởi vì mình phải hiểu một điều là Đức Phật Ngài nói rằng á, mình bị hoài nghi nhiều, nhưng mà khi mình học á, mình bớt hoài nghi. Nhưng mà khi mà mình còn ít cái hoài nghi đó, nhưng mà khi mình tu đó, đến chứng đắc được đạo quả tu được quần á, thì cái hoài nghi nó không còn. Quý vị phải có một cái lòng tin như vậy. Vì chúng ta tu càng ngày đó, chúng ta thấy không có bị nhiệt não của phiền não. Thì tạm thời cái đó là một cái ý nghĩa mà gọi là lắng động được phiền não một phần, và bằng cái cách thay thế cái tâm bất thiện là phiền não, là 10 cái loại phiền não nó nung nấu mình. Còn khi mình có tâm thiện đó, thì mình tạm thời mình hiểu rằng lúc bây giờ mình không có bị nhiệt não. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhé, nếu mà chúng ta nói chúng ta hoàn toàn không biết hết đó, thì chúng ta cũng chưa có hoàn toàn hiểu những cái điều mà Đức Phật Ngài nói về Ngài nói về lửa nó nung nấu mình, và lửa nó có nhiên liệu, và lửa nó tắt trước mặt mình, thì mình không thể nào không biết được. Thì đối với mình đó, mình phải biết là mình có phiền não. Và ví dụ như một ngày xưa đó, mình không tu tập đó, mình có thể tạo những cái tội rất là nặng. Mình có thể làm việc ác rất là nhiều, nó có thể đưa mình xuống địa ngục rất lâu do cái phiền não tà kiến này. Nhưng bây giờ đó thì bây giờ mình tu tập thiện đó, thì nó không có đưa mình xuống phiền, đưa mình xuống dưới địa ngục đó. Đó là một cái thành công của mình, không bị phiền não nó xâm lấn mình tới mức độ mà nó đưa mình vào địa ngục. Thì chúng ta thấy là người đời đó thì họ có nhiều cái việc làm mà mình thấy rằng đau khổ cho họ, nung nấu họ ngày đêm. Nhưng mà khi một người tu đó thì mình có được cái thiện tâm đó, thì lúc bây giờ mình không có bị nung nấu bởi phiền não, mình tạm thời không có bị nung nấu. Nhưng mà nếu mình có thiện tâm hoài như vậy đó, thì là một điều mình gọi là giống như là một người mà đắc được cận định hay là thiền định đó, thì họ cũng đè được năm thiền cái, họ cũng không bị những cái phiền não này nung nấu họ mà cách nhiệt não. Họ cũng vẫn còn phiền não đó, nhưng mà phiền não nó sẽ giảm bớt, cũng như cái sức lửa nó sẽ giảm bớt, nó giảm bớt cái sức lửa. Nhưng mà cái lửa này nó có nhiên liệu là tăng lên đó. Và khi mà chúng ta hiểu đó là phiền não, mà khi mà chúng ta mà tiếp giáp với cái phiền não, chúng ta có mặt phiền não đó, giống như lửa nó hừng lên vậy, nó làm chúng ta là bất an,
thân tâm sầu muộn. Nhưng mà khi mà mình có cái tâm thiện thì giống như là lửa nó đã có một cái nhiệt nó giảm xuống, nó không có nung nấu mình, nó tạm thời như vậy. Thì chúng ta có thể hiểu như vậy để chúng ta có cái sự tu tập. Chứ còn nếu mà mình không hiểu rằng dù Đức Phật nói rằng Niết Bàn quả thực là một cái pháp do cái sự chứng ngộ, nên chúng ta hiểu rằng Niết Bàn là cái pháp của bậc thánh chứng ngộ, không có thể nào mà rất là khó diễn đạt, chỉ có người chứng ngộ mới cảm nhận được. Thì cũng giống như bây giờ chúng ta cảm nhận được cái phiền não nó nung nấu chúng ta, và tạm thời chúng ta không có bị phiền não, chúng ta cảm thấy an lạc lúc bây giờ là như vậy. Thì theo con thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ cũng trình bày theo kinh thôi, chứ không phải dám trình bày theo cái ý mình. Nhưng mà đây là cái lời trình bày của con. Bây giờ thì con xin gửi cái biết cho chúng ta, và có gì cần nói thêm xin tương tác. Sa thủ kính trình thưa tòa Pháp Đăng. Xin được trở lại với thượng tọa Tự Quyền. Thượng tọa Tự Quyền còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tự Quyền nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho con. Thượng tọa Tự Quyền, nếu một người đó mà họ không biết về Niết Bàn, và họ cũng không nói rằng họ tu để chứng Niết Bàn, mà họ chỉ nói rằng họ mong tu để đoạn tận phiền não, để thoát khổ, thì nếu mà tu tập chỉ mong đoạn tận phiền não thoát khổ thì có chứng được Niết Bàn không? Xin thượng tọa Tự Quyền. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé. Dạ, cơ bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Nếu chúng ta không hiểu gì về Niết Bàn, mà chúng ta tu chúng ta thấy cái khổ quá vậy, thì để tu để làm sao mà diệt cái khổ? Thật ra mà nói thì đầu tiên thì chúng ta không hiểu Niết Bàn. Nhưng điều chúng ta thấy cảm thấy cuộc đời khổ, cuộc đời sinh tử đau khổ, nó vô thường, khổ não, vô ngã, nó bất tội nguyện. Về lời Phật dạy, kính thưa quý vị, nhờ cái sự lánh xa việc ác, thực hiện các việc lành, trao dồi tâm trong sạch, bằng cách tức là họ cố gắng, họ tu tập để thành tựu để thắng đạt để chấm dứt phiền não, thì quả thật thì đó chính là cái điều mà dẫn đến Niết Bàn. Các vị, chúng ta bàn cái chữ Niết Bàn ngay lúc này, khi chúng ta có cái sự phân kỳ phân ly, chúng ta vô chúng ta tu tập thì chúng ta cũng đối diện với cái phiền não. Chứ không phải là chúng ta tu tập, chúng ta vô, chúng ta ngồi đó, hay chúng ta quỳ, chúng ta lại, chúng ta ngồi, chúng ta cầu tới Niết Bàn là thế nào Niết Bàn nó cũng hiện ra, không có chuyện đó. Mà ngồi đó tu để tâm không bị phiền não, ngồi đó tu để tâm có chánh niệm, ngồi đó tu tâm có cái chánh niệm, cái tỉnh giác, và từ có cái chánh niệm tỉnh giác đó sẽ diệt trừ phiền não. Lúc đó nó già cỗi, nó lớn lên mà nó mạnh mẽ đó, thì đại thiện siêu thế nó mới phối hợp, tâm đại thiện siêu thế phối hợp thì mới sát trừ phiền não. Khi mà sát na sơ đạo khởi sanh thì thấy Niết Bàn lần đầu tiên, thì tự động sát na sơ đạo chấm dứt, liền khởi, tức là thấy ánh sáng Niết Bàn. Vậy thì ở đây chúng ta nói Niết Bàn bởi vì chúng ta nói đến đang bàn luận về cái mục đích, chứ sự thật là con đường dẫn đến Niết để thành tựu Niết Bàn đó có nghĩa rằng phải trừ phiền não. Thì bây giờ không đến Niết Bàn thì cũng sẽ đoạn trừ phiền não. Xin lỗi, không thấy nói Niết Bàn gì hết, mà khi đoạn trừ phiền não thì tới Niết Bàn. Bây giờ chúng ta không, bây giờ từ ở đâu về nhà, nếu chúng ta đi từ A đường B đường C về đó về nhà, chúng ta nói về nhà, chúng ta đi trên con đường này, và cái nhà của chúng ta là cái điểm đích cuối cùng, thì xe nó chạy tới đó, nó dừng lại chỗ đó, từ kia đó chúng ta bước vô nhà. Thì chúng ta không nói là đó là nhà của mình gì cả, nhưng điều xe nó chạy đó để cài, xem như là một cái sự đi tới đó và không còn đi nữa. Dừng tại đó thì đó chính là cái nhà của chúng ta, thì trạng thái Niết Bàn cũng như vậy. Bây giờ mình nói rằng là phiền não, mà mình đoạn trừ phiền não, thì quả thật đoạn trừ phiền não thì lúc đó hết vô minh. Đoạn trừ phiền não thì hết vô minh là Niết Bàn.
quý vị thấy chưa? Chúng ta chỉ để đoạn trừ phiền não thôi, để chấm dứt khổ đau, không còn vô minh, thì tự động là niết bàn hiện khởi. Bởi vì minh sanh thì vô minh diệt, mà vô biên minh diệt thì minh sanh. Vô minh ở đây đó chính là phiền não, mà minh ở đây chính là nói đến trí tuệ, nói đến cái sự thành tựu, nói đến cái sự chứng đắc niết bàn. Cho nên nhiều khi chúng ta ý đăng quá tâm mê đa năng à sở quốc khai gia của hàng hồ tú nhân này, hành động này đưa đến chấm dứt phiền não, đưa đến chấm dứt lậu hoặc. Và chấm dứt lậu hoặc là phiền não, chấm dứt phiền não chính là niết bàn, chấm dứt lậu hoặc chính là niết bàn. Sát trừ được phiền não, sát trừ được lậu hoặc, chính là chúng ta đạt được niết bàn hay giác ngộ niết bàn. Làm cái gì làm, khi mà ánh sáng xanh thì bóng tối diệt. Hỏi bình minh khi nào? Chúng ta không nói tới chữ bình minh, như mặt trời ló dạng là bình minh. Và khi hoàng hôn, chúng ta không nói chữ hoàng hôn, mà mặt trời tự động nó là hoàng hôn. Bóng tối xuất hiện, chúng ta chỉ nói bình minh và hoàng hôn. Thì hoàng hôn là bóng tối, bình là ánh sáng. Đó là giá trị sự thật mà không thể thay đổi được, mà không phải ai dẫn dắt ta, mà chính tự ta phải động tự, tự ta phải tu tập. Nếu như chúng ta tu tập để động tự thì nó chấm dứt chân tự của đâu, thì đồng nghĩa là kết quả nó là dẫn đến niết bàn. Dạ, con xin trả lời là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh được mô của thầy. Sa thú, kính thiền thượng tọa Tế Quyền, xin thỉnh sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Sư Nguyên Thông có nghe được không? Không biết sư Nguyên Thông có mặt trước máy và có nghe được không? Sư Nguyên Thông, khi mà chúng ta nói về đoạn tận phiền não, chấm dứt khổ đau, thì điều đó nó có đủ để chúng ta hiểu rằng đó là hạnh phúc tối thượng không? Xin thỉnh ý kiến của sư Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, câu thảo luận số 5 hỏi rằng phải chăng đoạn tận phiền não là chấm dứt khổ đau được hiểu là hạnh phúc tối thượng, Paramang Sukhang, phải không? Kính thưa sư phụ, là đoạn tận phiền não tức là chấm dứt khổ đau, là người đó không có còn còn những cái phiền não trong tâm. Vậy khi mà có người ta lắm tận phiền não trong tâm, người ta đã đạt đến cái niết bàn. Và vì vậy cho nên cái câu là đoạn tận phiền não chấm dứt khổ đau thì được hiểu là cái hạnh tối thượng, tức là Paramang Sukhang. Mà Paramang Sukhang tức là niết bàn năng. Vì vậy cho Paramang Sukhang là hạnh phúc tối thượng, tức là niết bàn. Và cái câu thảo luận số 5 này, trong cái câu mà Paramang Sukhang đó, nó đồng nghĩa với là niết bàn năng. Cho nên là chấm dứt phiền não là đoạn tận khổ đau, tức là niết bàn. Kính thưa sư phụ, đó là cái lời, cái sự hiểu biết của con xin trao mai được cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm, hoặc là nói rằng những điều con nói không đúng. Và con chân thành tri ân chưa bị đã lắng ta nghe, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú, kính thưa sư Nguyên Thông, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, ít phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ thêm một điều là một cái người mà không có học Phật pháp hay là không có thường nghe pháp đó, thì đôi khi có cái cảm tưởng là Phật giáo bi quan, hay là Phật giáo nói nhiều về sự khổ, hay là Phật giáo có vẻ như nhìn cuộc đời một cách rất là tiêu cực. Nhưng mà kỳ thật thì
một con người mà thật sự cảm kích cái giá trị của giải thoát, của sự vượt thoát, của giải thoát, thì người đó phải hiểu, hiểu một cái thấm thía về cái hệ lụy của khổ đau. Nếu không hiểu cái rõ cái bản chất của khổ đau đó, thì thật sự người đó không có, không có khoan hỷ với giải thoát. Ví dụ như là đời sống của chúng ta bị những cái gì phiền não nó cột trói. Dây phiền não đó đạo Phật gọi là kiết sử. Kiết sử là dây cột trói. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng khi mà chúng ta bị cột trói mà chúng ta cảm thấy khó chịu với sự cột trói đó. Không. Đôi khi chúng ta còn phải tự hào về sự cột trói. Đôi khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì sự cột trói đó. Chứ không phải là chúng ta sợ với sự cột trói đó. Có một lần chúng tôi ngồi lắng nghe một bài pháp của Ngài Chân Cha mà được dịch lại bằng từ tiếng Y Sản, tiếng Thái Lào ra tiếng Anh đó. Ở trong bài pháp đó, chúng tôi có nghe một đoạn rất là thú vị. Ngài đề cập đến cái hình ảnh của con gà nó về chuồng. Thưa quý vị, ai mà có nuôi gà thì biết rằng thường là buổi tối đó thì con gà nó hay tìm về chuồng. Và khi nó tìm về chuồng thì nó nghĩ rằng chuồng là cái chỗ ăn ổn. Và chỗ ăn ổn là che mưa, che nắng. Và có nhiều khi thưa quý vị, ở miền quê người ta còn làm cái chuồng để cho rắn nó đừng có vào. Tại gà, rắn nó hay vào, nó hay tấn công con gà lắm. Và có nhiều khi họ làm trên cao, những con rít nó cũng không có vào. Rắn rít không có vào tấn công con gà. Thì khi mà con gà buổi tối đó, thì nó hay tìm về chuồng. Thì quả thật cái chuồng gà là một cái chỗ bình yên. Nó là một cái nơi mà nó cảm thấy rất muốn có, rất muốn tìm về. Và mỗi buổi tối hơn là nằm ở ngoài vườn, nằm ở ngoài rừng. Nhưng trong cái nhìn khác á, thì cái chuồng gà không phải chỉ là nơi che chở con gà mà còn là nơi giam cầm con gà nữa. Bây giờ là cái thời đại mà người ta nuôi gà gọi là gà công nghiệp. Gà công nghiệp tức là gà nuôi theo kỹ nghệ đó. Và người ta có một cái từ gọi là gà thả rông và gà công nghiệp. Thì gà thả rông là những con gà mà ta nuôi đó, mà nó có thể đi lại trong một khu vườn ở trên mảnh đất rộng. Và cái gà công nghiệp là thường là họ nuôi trong những chuồng gà mà tương đối rất là chặt, có thể là cả mấy trăm ngàn con ở trong một cái chuồng lớn như vậy, nó phải chen chúc vào nhau. Thì thật ra ở đâu thì quen đó. Có khi cái nhận thức của chúng ta về cuộc sống đó, nó là khổ đau hạnh phúc đó. Nó phần lớn là do cái sự so sánh cảm giác của chúng ta. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là con gà mà nó nhìn đồng ruộng buổi tối mênh mông thì nó là thói quen ở trong chuồng, nó sợ, nó tìm về chuồng. Nhưng mà chuồng là chỗ giam cầm của nó. Thì một người mà ở tại Việt Nam ngày xưa đó, đời sống bấp bênh vô định, làm rất là cực khổ và tiền lương rất là thấp. Tự nhiên qua bên Mỹ đó, cũng cực khổ như vậy, nhưng mà tiền lương thì cao hơn, có dư để gửi về Việt Nam nữa. Nhưng mà đó là cái nhận thức của một người từ ở Việt Nam, một cái nơi mà tiền lương thấp, qua bên Mỹ nhận được tiền lương cao như vậy. Nhưng mà rồi so với một số người khác ở bên đây mà họ có bằng cấp,
họ nói tiếng Anh giỏi, họ ra trường thì họ có những việc làm mà kiếm được nhiều tiền hơn. Thì những cái người từ Việt Nam mới qua đó thì làm như vậy là cực khổ quá, và quá cực khổ. Thì bây giờ mình hỏi ai vui ai buồn, thì chúng ta tạm nói rằng cái vui cái buồn là tương đối. Có thể là một người đi làm lương rất là cao bên Mỹ, họ ra trường họ đi làm lương cao, có thể một ngày họ sẽ kiếm 300-400 đồng, nhưng mà họ cảm thấy còn mệt mỏi, cảm thấy chịu nhiều áp lực. Trong khi đó có những người ở Việt Nam qua làm assembly có thể làm lương thấp hơn 20 đồng một giờ, 15 đồng một giờ, nhưng họ cảm thấy là quá nhiều, quá hạnh phúc, tại vì họ so với Việt Nam. Thì thưa quý vị, cái gọi là vui, cái không vui, cái gọi là vui và khổ đó, cực hay không cực đó, nó là một cái sự nhận thức mang tính cách đối đãi là so sánh. Dạ, so sánh. Có những người từ một cái nơi làm lương thấp qua chỗ lương cao thì đi làm như vậy là họ cảm thấy hạnh phúc rồi. Chúng tôi có gặp một số người Mỹ mà họ trốn qua bên Mỹ làm bất hợp pháp đó, họ đi làm cực chứ không phải là không cực. Nhưng mà với cái tiền mà người ta trả một ngày cực khổ 120 Mỹ kim thì họ thấy ô như vậy quá tốt so với bên Mỹ. Nhưng mà nếu mà một cái người mà có giấy tờ hẳn ở bên này ở lâu đó, mà làm một ngày cực khổ như người Mỹ đó mà 120 đồng đó, thì họ cảm thấy quá khổ, lương quá thấp. Thì cái thấp, cái cao, cái vui, cái khổ đó, nó đối với phần đông chúng ta nó là một cái sự đối đãi, nó không phải là từ một thứ hạnh phúc tuyệt đối. Và trong sự đối đãi đó đó thì nó không có cái thật của nó. Dạ, nó không có cái thật. Đây là cái khó hiểu nhất khi mà chúng ta đề cập đến Phật Pháp. Phật Pháp đề cập đến cái pháp gọi là Sankhara. Sankhara là chúng ta gọi là pháp hữu vi, là pháp được kết cấu, pháp được cấu tạo, hay là pháp tập hợp, chúng ta gọi là pháp hành. Thì những pháp này đó, đối với phần đông chúng ta nó là thật. Nó thực giống như là cái cầu vồng mà nhiều màu sắc mà chúng ta thấy trên bầu trời. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu như vậy là cái cầu vồng đó đó chỉ là một hiện tượng phản quang của ánh sáng mặt trời. Nó có hơi nước gặp ánh sáng mặt trời, và chúng ta đứng ở một cái góc cạnh nào đó thì chúng ta nhìn thấy có cầu vồng, thấy nhiều màu sắc đẹp. Nhưng mà cái cầu vồng có thật hay không thì chúng ta nói rằng nó có thật với một số người và nó không thật với một số người. Thật ra thì hơi nước là hơi nước. Dạ. Và hơi nước á, khi nó có trong không khí và nó gặp ánh sáng, nó tạo thành một cái hiện tượng khúc quang. Và nếu chúng ta đứng từ góc nào đó, một cái góc nào chúng ta nhìn thì nó có cầu vồng đó. Ở góc khác thì chúng ta không nhìn thấy cầu vồng. Như vậy ở đây tất cả sự hiện hữu của chúng ta đó, nó mang tới cách là đối đãi. So với cái này thì nó có, so với kia thì nó không. Yeah. Ví dụ như là nói nhị thiền thì đó là một thứ hạnh phúc. Hạnh phúc đó là so với sơ thiền. Nhưng mà so với tam thiền, so với tứ thiền thì nó không hạnh phúc. Thì mình bảo rằng như vậy, bây giờ nó nói cho tôi biết một cái dứt khoát là nhị thiền có phải là một sự giải thoát, một sự hạnh phúc không? Thì nói chuyện nó còn tùy. Mà mình nói với cái nào? Nói cái đối đãi, nói với so với sơ thiền, so với tam thiền. Cái này là cái rất là khó hiểu. Thì cái thế giới mà chúng ta sống là thế giới của hữu vi pháp. Yeah. Như hồi chúng tôi ở bên Việt Nam á, thưa quý vị, mà cái nhiệt độ mà xuống khoảng chừng 20 độ C đó, thì như lúc chúng tôi ở Long Thành đó, cái không khí mình chúng ta thoải mái bình thường là 22 độ C hay là 72 độ F, nhưng xuống 20 độ C đó, thì tức là mình ở đây khoảng chừng 65 độ F đó, thì mình cảm thấy lạnh. Và cảm thấy lạnh, lúc đó cảm thấy lạnh lắm, tại vì mình chỉ dễ chịu với cái hồi xưa là ở Việt Nam là ở chúng ta xứ nóng, thành mặc đồ mỏng và chưa tăng mặc áo, và nhiều khi mặc hồng sắc mỏng nữa, thành ra hãy nó xuống chút xíu, xuống 1-2 độ là xuống lạnh rồi. Nhưng mà chúng tôi bên Mỹ, qua bên Mỹ bây giờ
Có nhiều khi mình thứ gì cái độ là 70 độ hay là 20 độ C, chúng tôi cũng cảm thấy nó hơi nóng chút xíu. 72 là được thôi, nhưng mà dễ chịu là khoảng chừng 65 độ. Thì cái gọi là, giờ quý vị không nghe được hả? Thì quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Quý vị còn nghe được không vậy? Dạ vâng. Thì thứ gì, điều đó chúng ta nghĩ đó là một cái sự đối đãi tương đối. Niết bàn không nằm ở trong sự đối đãi đó. Thì nó vượt ngoài cái tầm hiểu, nó vượt ngoài cái tầm nhìn của chúng ta. Là chúng ta phải rất là cẩn thận. Thì bài học ngày hôm nay đó, không phải là chúng tôi giải về thắng pháp, nhưng mà chúng tôi muốn quý vị chuẩn bị để cho bài ngày Chủ nhật. Là vì sao? Vì ngày mai là ngày giảng của Tự Tho Hóa Tân. Chúng tôi không muốn làm cho Tự Tho Hóa Tân bị xáo trộn, thật ra giữ nguyên. Nhưng mà ngày Chủ nhật á, thì chúng tôi lại không có mặt hoàn toàn ở trong dự thảo luận. Có thể chúng tôi phải đi ra đi vô coi ngày lễ đó. Rằng chúng tôi chuẩn bị làm bài ngày hôm nay là một bài gọi là dự bị cho bài học ngày Chủ nhật, chứ không có thay thế bài học cho ngày Chủ nhật. Tại đó ngày Chủ nhật chúng ta vẫn học chương trình thắng pháp với phần toát yếu về Niết bàn. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính tiên chư tôn đức đã vào trung để giảng dạy đến lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có giáo trình tương bộ và thì gọi pháp tân là vị giảng sư. Xin hẹn gặp lại tất cả vào chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi đúc kết đại học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sự cảm ơn trần đạo đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tân kỷ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, con kính tri ân. Quý ngài Nhật Huỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Sukatang katang.